chị? Đi đâu chị? Đi hái nấm. Hái nấm? Đi. Không được. Sao vậy? Em còn phải quét xong mấy cái lá khô này nữa. Hay là chị đợi em chút xíu đi, chút xíu là xong rồi. Thôi, không có sao đâu. Cha chị không có ở nhà, hay là hai chị em mình cứ đi hái nấm đi ha. Không được đâu chị ơi. Lỡ mà ông về, ông thấy em chưa quét xong á, là ông sẽ trừ cơm em đó. Đã vậy rồi ha, ông còn la em nữa. Thôi, không có sao đâu, chị cũng biết trời rồi đó. Trời đất thánh thần thiên địa ơi, cửa nẻo gì mà để tắc quát vậy hả? Còn hai đứa đây, bắt cái gì mà buông ra đi một đám vậy hả? Dạ, sao dạ. Người quá đi. Dạ, con quét sân. Còn con? Dạ, thưa cha, con đi hái nấm. Cha, hôm qua trời mưa á cha, con biết chỗ này á nấm sẽ mọc rất là nhiều, cho nên là con mới rủ bé Lụa đi cùng á cha. Ôi trời đất ơi là trời. Sao vậy cha? Hái nấm tại sao không hái từ sáng sớm? Giờ này chưa trời chưa trăng người ta hái hết trơn rồi, còn gì nữa đâu mà hái. Vậy con đi hả cha? Đi Lụa, đi. Ê, cha. Dạ. Đi mình thôi. Còn con này ở lại, nó biết bao nhiêu việc con hiểu không? Hả? Nó quét cái này xong rồi nó phải vô nấu cơm nấu nước. Nấu cơm nấu nước xong rồi nó phải đi cho bò ăn. Cho bò ăn rồi cho heo ăn, cho gà ăn. Xong rồi lộn qua chuồng bò, hốt phân heo, hốt phân gà. Sau đó gom cái đám phân nó ra bón cây. Trời đất ơi, đi hái nấm mình được rồi. Còn đứng sơ đó nữa. Này. Đi hai năm thì mà mang có một cái rổ, mang thêm vài ba cái nữa, cái đội đầu, cái kẹp nách, cái bưng tay. Đem về, đi lẹ thôi. Dạ. Thiệt là sao? Còn mày đó. Dạ. Liệu hồn mới nghe. Dạ. Quét cho lẹ, mà vô nấu nước. Dạ. Hào quá hào. Cô bị làm sao vậy? Chân của tôi đau quá. Sao? Chết rồi. Chân cô sưng to quá. Cô ráng chịu đau nha. Cô đợi tôi chút. Vô á, ngày mai nó sẽ bớt sưng à. Cô giữ giùm tôi đi. Cô đỡ đau chưa? Dạ, tôi đỡ nhiều rồi. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu không có anh, tôi không biết làm sao nữa. Tôi đi đốn củi đằng kia, rồi nghe tiếng kêu cứu. Mà khu rừng này rất là nguy hiểm. Cô con gái một thân một mình, đến đây chi vậy? Dạ, nhà tôi cũng gần đây nè. Tôi đi hái nấm. Tại vì tôi thích cái hoa trển á. Tôi lỡ chân tôi té. Cô đợi tôi lát nha. Tôi đã hái cho cô qua và cô thích này.
Dạ, tôi cảm ơn anh. Bây giờ cô đứng lên nha, tôi đưa cô về. Chán lên. Dạ, qua hết đoạn đường này á, tới nhà tôi. Ừ. Thôi để Út làm cho. Không được, cô Út chịu khó đi. Cái chân của Út hôm nay còn sưng nè. Cô Út mà không chịu khó ha, mai mốt cái chân của Út sẽ đi càng nhắc đó. Út thấy hôm nay hết sưng rồi nè. Được, đem đắp thuốc cho Út nè. Không, nếu không tin nè, Út đi thử cho coi. Được không đó? Được, hôm nay không có sưng nữa. Được rồi, thấy chưa, Út đi được mà. Đó, nè. Đó, thấy chưa, đi được mà. Người ta nói đi được mà không có tin. Được không đó ta? Thấy chùa. Được nghe, được mà u da là sao? Cô Út á, không có nghe lời em gì hết trơn á. Em nói rồi, cô Út á phải chịu khó nè, hằng ngày á phải đắp thuốc nè, đi đứng thì phải cẩn thận, có đi đâu xa thì phải kêu em. Còn một chuyện nữa, ngâm nước muối mỗi ngày đúng không? Đúng rồi đó. Vậy á mà cô Út không nghe lời em gì hết trơn á. Cô Út nhớ rồi mà. Cô đau không? Được rồi, không có sao hết á. Mẹ, con bớt đau chân chưa con? Dạ, cũng bớt rồi mẹ. Nè, chân con thì bớt đau nhưng phải á bóp á, để cho con lụa bóp hàng ngày nó mới bớt đau chưa, chứ không mai mốt á chân con bị trật luôn á, đi á khó coi lắm á. Cũng may á con gặp chàng thanh niên đó, chứ không ở bìa rừng vắng vẻ không có ai hết á thì biết làm sao đây. Thì lúc đó con té xuống mà chân con tự nhiên nó sưng phù lên, đau quá con đi không được, xung quanh thì vắng vẻ đâu có ai đâu. Cũng may sao có anh Phần đó mẹ, anh Phần cứu con. Ủa Út? Dạ. Sao con biết nó tên Phần vậy? Dạ, tại con hỏi ảnh để cảm ơn á mẹ. Út à, mẹ thấy từ ngày con ở bìa rừng về á, con cứ nhắc tên Phần quyết à. Bộ con để ý người ta hay sao vậy? Mẹ, tại lúc đó anh cứu con mà, ảnh là ân nhân của con, thì con cảm ơn. Mẹ hỏi kỳ quá à. Mẹ đã dò la rồi, thằng Phần nó mồ côi cha lẫn mẹ, nhà nó nghèo lắm, chỉ có một cái chòi thôi à. Hằng ngày lên rừng á đào củ mài rồi làm nương làm rẫy để mà sống. Mẹ lo cha con biết được á cha con không đồng ý đâu. Mẹ, ai nói với bà là tôi không đồng ý? Ông mới về. Đồng ý quá đi chứ. Rót trà. Trời đất ơi, con nhỏ này nói bao nhiêu lần rồi, mỗi lần thấy cha đi đâu về á là phải rót trà cho cha uống để cho cha đỡ mệt. Dạ. Đừng có để cha nhắc hoài hao hơi của cha. Được rồi, để mẹ rót cho. Rót vừa vừa thôi đó, đợi tôi uống hết rồi hắn rót tiếp. Rót nhiều quá uống không hết nó hao, hiểu chưa? Dạ hiểu rồi, nghe rất là nhiều. Ông à, hồi nãy ông nói câu gì mà tôi chưa có thông. Câu gì là câu gì? Vụ của nhỏ này. Cha đâu cần thằng rể giàu sang làm gì hả? Nó giàu mà nó làm biến cũng như không. Nhà mình đã quá giàu rồi, gia sản của căn nhà này á ăn ba đời cũng hết nữa. Giờ cha chỉ cần một thằng rể siêng năng, khỏe mạnh, hiền lành, nhất là mình nói nó nghe lời. Nó khờ khờ một chút lại càng tốt. Cha ơi, cha yên tâm đi, ảnh siêng năng hiền lành lắm. Mà còn cũng vậy nữa, lẽ ra gặp được một cái thằng mà nó siêng năng, nó giỏi giang như thằng Phần vậy đó là phải về nói cho cha biết liền. Nếu con mà nói sớm mà bây giờ nó thành rể cha rồi, mà nó làm rể của cha sớm ngày nào đỡ cho cha ngày đó, biết chưa? Dạ, con cảm ơn cha, con cảm ơn mẹ. Ừ.
đứng đây chờ chút nha, để tôi vô tôi báo với ông chủ là cậu đã tới ha. Dạ. Cậu là Phần đây phải không? Dạ thưa ông, là con đây. Được đó. Dạ thưa ông chủ, dạ tôi đã đưa cậu Phần tới rồi. Ừ. Dạ xin phép ông chủ tôi về. Ừ, rồi ông về đi. Dạ. Cảm ơn ông nha. Dạ ông chủ tôi về. Dạ. Ê, 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 ông chủ. Dạ. Ông bưng cái rổ gì ở nhà tôi về? Dạ, dạ. Này là cái trái cây này tôi hái ở ven đường á, tính đem về nhà cho mấy sắp nhỏ. Đây làm gì có cái cây nào mà có ven đường hả ông? Dạ, ông chủ nói sao tôi không hiểu. Cái trái này á, nhà tôi cũng có một cây nó ra cái trái y vậy á. Cây nhà tôi, nó mọc cái rễ dưới đất á, nó lan tỏa ra tới ven đường. Rồi từ ven đường mọc lên cây, nó ra cái trái giống vậy. Vì vậy, cái cây ở ven đường là cái cây con, cây nhà tôi là cây gốc. Cho nên cái cây đó cũng là của tôi. Ông đừng có giả bộ ngơ ngơ rồi qua mặt tôi nghe. Thưa ông chủ, dạ, tôi không dám qua mặt ông chủ đâu. Dạ thật tình là cây này á, nó mọc ở ven đường rồi trái nó chín mọng hết. Thành ra tôi thấy vậy á, định hái mang về nhà cho sắp nhỏ nó ăn thôi mà. Thôi được rồi. Ở đây ai cũng biết đất đai, ruộng vườn, cây trái nhà tôi là cò bay thẳng cánh. Thấy không? Vì vậy tôi đã ra một cái quy định rồi. Cấm không cho bất kỳ ai hái bất kỳ một cái thứ trái cây nào, dù chỉ là một trái cũng không được. Vì vậy anh đã chịu khó bưng cái rổ này vô sau nhà giùm tôi ha. Một lát tôi sẽ nói chuyện với anh sau. Dạ. Không có gì hết. Ông không hiểu thì mình giải thích cho ông hiểu. Không sao đâu. À, con gái tôi về nó kể nhiều chuyện về cậu lắm. À, nó rất cảm kích công cứu mạng của cậu đối với nó. Còn tôi hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi thấy cậu cũng rất là khôi ngô, tuấn tú. Cô bộ cũng rất là xứng lứa vừa đôi với con gái tôi. À, vì vậy tôi quyết định nhận cậu làm rể của tôi. Dạ thưa ông. Ông thương ông quý, ông muốn nhận con là con rể thì con rất là vui. Nhưng mà sao? Con thì mồ côi, vả lại sống trong cảnh nghèo nàn từ đó tới giờ, cho nên là con sợ. Đừng có lo sợ gì hết á. Ta đây tuy giàu có nhưng mà bình dân lắm, không có khinh người. Ta không có cần một cái người rể giàu làm gì, thấy không? Ta chỉ cần một anh rể siêng năng, chịu khó, ham làm, đặc biệt là nghe lời là được rồi. Ý ông là muốn nhận con vào ở rể à? Ở đây nhà cao cửa rộng, có kẻ hầu người hạ, cậu còn muốn cái gì nữa, đúng không? Dạ thưa ông ơi, con sợ là con không quen sống trong cảnh giàu sang như vậy. Chưa quen thì từ từ sẽ quen, trước lạ sau quen mà, đúng không? Phần ơi, có nhà không Phần? Thím Hai hả Thím Hai? Ừ. Vô đi Thím Hai. Ủa sao hôm nay ăn cơm sớm quá vậy nè? Dạ, con đi mận về, sẵn có còn cơm nguội đó, con ăn luôn cho xong bữa. Và Thím Hai qua tìm con có việc gì không vậy? Đâu có chuyện gì đâu, Thím có mấy trứng gà đem qua cho con nè. Mà ăn uống gì rồi làm sao mà có sức mà để mà làm việc nặng được đi con. Con cảm ơn Thím Hai nhiều nha. Ừ. Thím Hai uống nước đi. Ừ. Nghe đâu là ông Đạo ông tính gả con gái con của ổng cho con mà sao con lừng khừng vậy? Cô Út á, Thím biết đó, tuy rằng cổ con nhà khá giả chứ tính nết cổ hiền ngoan lắm, mà lại chịu khó lắm đó nha mày. Dạ, con lừng khừng chịu làm rể là bởi vì con sống nghèo hèn quen rồi. Bây giờ về làm rể nhà giàu có đó, bên đó nhiều phép tắc quá, con sợ là con cam không nổi đâu. Thím cũng nghe ổng giàu có nhưng mà ki bo keo kiệt lắm. Câu nói nào ra ổng cũng nói tốn, tốn quá. Nhưng mà còn riêng cô Út thì
thì con thấy làm sao? Con có thương con người ta thiệt tình không? Cụ Út thì hiền lành, dễ thương. Con nói thật, con cũng nằm mơ cũng không nghĩ là con sẽ làm chồng cô ấy đâu. Nhận định vậy cũng tốt đó. Ủa, ai là cô Út hả Phận? Cô ơi, cô cứ vô nhà đi, vô đãi đi mà. Đi, vô đi cô. Cô Út à, cô qua đây. Sao cô lại khóc vậy? Sao vậy cô? Có chuyện gì mà cô buồn vậy? Nếu như mà anh Phân không chịu về nhà con ở thì cha sẽ không đồng ý gả con đâu. Không phải đâu cô ơi. Thằng Phần nó sợ về làm rể nhà giàu có. Nó lo rồi nó ngại đó mà. Nếu như Út thương tôi thì hãy về đây sống với tôi nè. Tuy là nhà tranh trách lá như vậy, nhưng mà nếu như hai vợ chồng cố gắng làm lụng thì sớm hay muộn cũng sẽ nhà mới thôi. Rồi cuộc sống cũng sẽ ổn thôi mà. Nhưng nhà chỉ có một mình em là con gái à. Cha em sẽ không đồng ý cho em đi theo chồng đâu. Nếu như mà anh thương em á, anh về nhà em ở. Tuy là ban đầu có hơi bỡ ngỡ, nhưng mà từ từ rồi sẽ quen thôi mà. Với lại có em bên cạnh anh, việc gì mà anh chưa tỏ thì em sẽ hướng dẫn cho anh. Cổ đã đến đây, cổ nói như vậy rồi, chứng tỏ là cổ cũng đã thương con rồi đó. Con cũng đừng có suy nghĩ nhiều quá Phần à. Nếu như anh không đồng ý làm rể thì anh sẽ bắt gả em cho người khác đó. Không, anh thương Út, anh sẽ chấp nhận. Cái thằng này, ngày thường ngó cái mặt cái khù khờ á, bây giờ mặc bộ đồ mới vô nhìn cũng sáng sủa giống hệt như tôi vậy ha bà. Ông này Phần à, bây giờ con đã là rể trong gia đình rồi, mẹ chỉ có một người con gái thôi, con phải đối xử tử tế với vợ con nghe chưa? Trời đất ơi, bà lo cái gì chứ, nó đang ở trong nhà của mình thì cũng giống như cá nằm ở trên thớt rồi. Ông nói gì kỳ vậy? Ý của tôi á là nó đã trở thành giống như là người nhà của mình rồi, cá với thớt là người trong một nhà. Nè, hôm nay á cơm nước xong rồi á, con nói vợ của con dắt con đi thăm thú trang trại vườn tược trâu bò gà vịt của gia đình mình, để rồi sáng mai á rồi con đi theo cha, cha sẽ chỉ việc cho con mà làm ha. Dạ ông, thưa cha. Từ từ thôi ông, con mới về có mấy bữa mà, để từ từ cho nó quen việc chứ chưa chi ông giao nhiều việc thì sao nó khăm mà nổi. Nổi hết á, có tôi chỉ là nó làm nổi hết á. Với lại thanh niên sức dài dai rộng, sao không nổi ha con rể. Dạ. Nhưng mà ông cũng để cho con nghỉ ngơi vài ba bữa đi. Nghỉ ngơi chi cho nó hao cơm hao gạo hả? Bà này, con rể cứ y theo lời nói của cha mà làm ha. Dạ. Hay. Vậy là đợt này mình đỡ phải tốn ra tiền thuê hai tá điền. Cũng mất được một mớ kha khá. Gì kỳ vậy chân? Số gạo tăng ngày càng tăng lên là sao? Ôi, cái bà vợ của tôi biết tình. Không biết bà quản lý làm sao mà con lụa nó nấu mà hao gạo dữ thần ôm như là trời. Ông này. Hả? Ông làm gì mà cằn nhằn, đi đằng xa tôi nghe ông lèm bèm vậy? Không lèm bèm sao được. Nè, tôi nói bà hay, sổ sách đó tôi ghi rất là tỉ mỉ. Không có sai sót, không có thiếu thốn gì hết đó. Tại sao tôi hỏi bà nè, bà quản lý con lụa làm sao mà nhà bếp nấu nướng sao mà gạo càng ngày nó càng tăng mà không thấy giảm làm sao hả? Tăng là phải rồi, thì thằng Phần ăn chứ ai. Tôi hỏi ông nè, nó là thanh niên,
sức lưng dài dai rộng bằng 3-4 người làm. Nó ăn một bữa 4-5 chén là chuyện bình thường mà. 4-5 chén? Trời đất ơi, nó ăn cái gì mà giữ thần ngôn vậy? Nó ăn cái kiểu này thì tôi với bà chỉ có nước mạt mà thôi. Ông nói nhỏ nhỏ thôi, con nó ăn cơm sao nó nghe được, nó buồn đó. Trời nè, tôi hỏi ông nè, ông coi lại coi, ngày nào ông kêu nó đi làm từ sáng sớm tới mịt mới về, con Út nó buồn lắm, cũng không dám nói, không dám than khóc gì hết á. Thấy ông á, sai nó làm việc như là người ăn cái ở trong nhà, ông quên nó là con rể mình hả? Nói hết chưa? Giờ nghe tôi nói nè, bà làm như có mình nó cực kìa, còn tôi phay phay hả? Tôi mà không cực á thì làm sao ngày hôm nay mình có được một cái gia tài kết sụ vậy hả? Biết là vậy rồi, nhưng mà con rể. Thưa cha. Ngồi đi con. Thưa mẹ. Con ngồi nói chuyện với cha đi, mẹ ra làm sao nha. Uống nước nha con. Ăn cơm chưa? Dạ con ăn rồi thưa cha. Ăn no không? Dạ dạ no. Đừng có ngại nha, nhà mình có cả một kho gạo tha hồ mang. Cha muốn nói với con cái này. Hồi nãy cha có ra đồng với cha cái vụ mà thu hoạch bắp với lại đậu con rồi chất vô kho như vậy á, con làm rất là tốt, cha rất là hài lòng. Con cứ vậy mà làm tới nha. Ha. Dạ. Còn chuyện này nữa, mấy bữa nay nhờ trời thương nên trời mưa, thành thử đất nó mềm. Vì vậy ngày mai con tranh thủ dẫn gia nhân ra đồng cày sớm nha, chứ để vài hôm nữa trời nắng đất nó khô, nó cằn, nó sắt lợi cứng là mệt lắm. Dạ thưa cha. Ừ. Con muốn nói với cha là mấy ngày qua đám gia nhân của mình làm theo yêu cầu của cha, họ làm việc tới mức kiệt sức luôn. Con nghĩ là cha nên cho họ nghỉ ngơi vài ngày cho lấy lại sức khỏe đi cha. À, trời đất ơi, nhà này làm gì có chuyện nghỉ ngơi. Ý của cha muốn nói á, gia đình mình á nào giờ có cái truyền thống là không có nghỉ. Làm hết chuyện này là chuyển qua chuyện khác liền á. Con á mới về đây, nhiều khi con không hiểu, con phải phát huy cái truyền thống của gia đình là không có nghỉ ngơi. Con bây giờ á đâu phải là thợ nữa đâu, con là chủ nhân của cái gia đình này. Thành thử con phải nói mấy đứa thợ á, mấy đứa gia nhân á là phải siêng năng. Nó hay lừa mình lắm, mình sơ sẩy một chút là thất thoát liền, sơ sẩy là mất ngày công liền. Thành thử con phải siết tụi nó. Hey. Dạ con biết rồi thưa cha. Nè, phân, nghe cha dặn nè. Dạ. Nhớ là đốc thúc tụi nó làm việc cho thiệt là siêng năng nha. Đứa nào mà làm biết cũng có chửi thẳng vô mặt nó cho cha. Ha? Dạ thưa cha, con biết rồi. Đừng có ngại gì hết nha. Dạ. Nhớ á. À, rồi nè. Cha quên, cái vụ này là quan trọng nhất nè. Chừng nào á, con nghe thấy tiếng chim bìm bịp kêu, lúc đó mới được nghỉ. Ha? Chưa có nghe thấy tiếng chim bìm bịp kêu á, là không có được nghỉ nha. Nhớ đó. Thưa cha, con nhớ rồi. Con đi nha cha. Ừ. Nhớ nha, chim bìm bịp kêu thì mới được nghỉ nha. Chưa kêu là không có được nghỉ rồi nghe. Nhớ đó. Thông minh như vậy thì mới giàu chứ. Cảm ơn cậu. Trời, làm quỷ à? Làm có chút xíu cái uống nước, làm như nước không đúng tiền. Uống xong nước rồi chúng ta tiếp tục làm việc nha chú. Tôi mệt quá, cho tôi nghỉ một lát nha cậu. Nhưng ông chú đã dặn là không được buông cày,
cho tới khi nào mình nghe tiếng bìm bẹp kêu mới được nghỉ. Chờ gần đứng bóng rồi. Kìa, cậu nhìn mấy con trâu rồi, sức trâu rồi cũng phải cho nó nghỉ ngơi chứ cậu. Huống gì mình là người cậu. Anh nhìn mấy con trâu nó mệt hả, nó thở dốc rồi kìa. Vậy không được đâu. Chúng ta vẫn phải tiếp tục làm việc. Khi nào mà nghe tiếng bìm bẹp kêu cái đã rồi chúng ta mới được nghỉ. Không được cãi lời ông chủ. Nè, nè. Vậy thôi, mọi người nghỉ ngơi đi. Tôi tiếp tục làm việc đây. Làm tiếp nữa nha mấy con. Mới làm từ sáng tới giờ à. Chưa có thu hoạch được nhiều quá rồi. Yên tâm mà làm nữa nha. Tao ngủ đi. Mới làm cái chút xíu. Uống nước xong rồi á, chúng ta tiếp tục làm việc nha chú. Tôi mệt quá, cho tôi nghỉ một lát nha cậu. Nhưng mà ông chủ đã dặn á, chúng ta không được buông cài. Chờ tới khi nào tiếng đêm đẹp kêu rồi mới được nghỉ. Vậy thôi, chú ngồi nghỉ đi. Để con trai con tiếp tục làm. Ông chủ la đó à. Mới làm có chút xíu than than cái gì không biết nữa. Chờ chút xíu nữa nha mấy con. Tao ngủ nữa. Gì? Ha! Ngày nay nó làm như vậy là cũng bộn rồi đó nghe. Thôi, cũng xế chiều rồi. Cho tụi nó nghỉ. Bếp bếp kêu rồi. Mọi người nghỉ tay thôi. Nghỉ nghỉ. Thôi. Bếp kêu rồi. Mình à, mình mệt lắm hả mình? Anh học sao đâu mình? Cứ nói là không sao, nhưng mà sắc mặt của anh á, càng ngày càng xanh xao hả? Hay là để em nói với cha, không để cho anh ra ruộng nữa nha. Thôi, mình đừng có nói với cha, kẻo cha không vui bây giờ. À, hay là để em vô bếp, nấu món gì đó ngon ngon cho mình nha. Thôi, mình cũng đừng nấu luôn đi. Anh mệt quá, anh vô trong tắm rửa trước cái đã. Kìa Minh à, Minh à, làm như có mình nó mệt, con bịp bịp cũng mệt vậy. Nhi, 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 Nhi.
đi cậu ơi. Cậu, cái mồi hả của Châu nó kiệt sức rồi cậu ơi. Năm ngày nay rồi, ngày nào cũng làm việc cực lực như vậy đó. Cậu thấy không, sức Châu còn chịu không nổi, đừng nói chi sức người. Di à. Đừng cậu ơi, cậu đánh nó có gì nó chết đó là cậu mang quả đó. Di trời, tôi nói cậu đừng mà cậu. Ôi, cái gì mà ồn ào dữ vậy trời. Trời đất ơi, sao nó đánh con Châu của mình dữ thần ôn vậy nè trời. Di thôi, cứ đánh nữa, mình đánh nữa chết cha tao luôn á. Trời ơi, cậu ơi, cậu thấy cậu cũng mệt lắm rồi, thôi giờ mình nghỉ ngơi đi cậu. Chứ bây giờ mình làm mà chờ tới chim bìm bẹp nó kêu á, trời ơi, chắc là mình bỏ mạng ở ngoài này luôn đó cậu. Di Di chắc nó cũng mệt rồi. Con Châu nó cũng làm hết nổi rồi. Thôi, bìm bịp kêu mẹ nó cho rồi đi, cho nó nghỉ đi. Bìm bịp kêu mà bà con ơi. Bìm bịp kêu rồi. Bìm kêu kìa cậu. Đi. Ủa rể, mày đi tới đây chi vậy? Nhà mình ở đằng kia mà. Cậu bịp nè. Bịp nè. Cậu, cho mày chết nè. Cho mày chết. Làm gì vậy? Tí ở đây nè. Mày về nhà đi, mày tới đây chi vậy? Hả? Tại sao bây giờ mày mới kêu? Mày đi đâu? Mày mới về đây hả mày? Tí ở đây mà. Mày mày cho tụi tao chết mày mới về hả mày? Vô bà con ơi. Đi ở đây. Đi ở đây. Ủa cái gì? Cái gì cái trống kìa? Coi vô coi bà con ơi. Tao vô coi. Ủa? Cha. À thì ra con bìm bịp là ông không chủ. Trời ơi, thì ra đó 5 ngày nay đó, ông bắt tụi tôi với bà con đó làm từ sáng tới chiều tối á, ông mới cho về. Ông lường công bà con như vậy đó, ông thấy ông coi được không ông chủ? Bà con thấy coi vậy coi được không bà con? Chính sự tham lam muốn bóc lột sức lao động của người ăn kẻ ở trong nhà mà ông Đào đã bị bẻ mặt với mọi người. Từ đó ông Đào hối hận không còn dám bắt trước tiếng kêu của chim bìm bịp nữa, và ông Đào cũng không còn dám bắt Phần và người ở làm việc quá sức nữa. Bán được không mà về trễ dữ hả? Dạ, chị nhìn thấy rồi, chị biết rồi, chị hỏi gì nữa. Ế quá, em bán được có phần nữa. Ủa mà ngộ quá chị, mấy bữa trước cái rau tươi á, trời bán nượm luôn. Bữa nay trời nắng nóng, cái nó héo queo, cái bán không được chân, ngộ ha. Em nói gì quề dốt quá trời, thôi lấy cho chị mớ đó đi. Cảm ơn chị. Mùa này á hả, mưa nắng thất thường, sáng thì âm u, giờ này nắng gắt kiểu vậy. Lượm. Dạ, cảm ơn chị. Dạ chú, khỏe chú. Mẹ có bán cà tím không? Dạ cà tím á chú. Không, chú ăn khác đi. Không được, bữa nay tao kho mắm mà cà tím mới ngon. Ủa bữa nay không cài sao về sớm với chú? Có chứ, mà thấy thằng Châu nó cài nó ra mồ hôi nhiều quá, nắng đó, nó mệt tội nghiệp nó, dẫn xuống suối tắm. Trời ơi chú này xiên thiệt á nghe. Nó làm lụng suốt ngày, thấy nó mệt mình phải chăm sóc nó chứ, mình thương nó mới thương mình. Dạ chú này vui tính quá à. Thôi để tao dẫn dạ, nó đi tắm đi ơi. Đi con. Đi con. Nó nhát lắm. Ừ. Dạ, chắc nó mệt đó chú. Dạ, chú dẫn nó về sớm đi thôi. Để tao nó mệt nó đổ mồ hôi nữa. Mày. Công nhận nha, em để ý ổng kỹ lắm luôn. Ổng cưng con Châu của ổng á, còn hơn vợ ổng luôn nữa. Tao biết rồi, mày khỏi có khoe. Cả làng này ai mà chẳng biết ổng cưng Châu ổng. Ổng có con Châu đẹp nè, lại tốt cày nữa chứ. Đúng rồi. Bởi vậy chị để ý nhìn kỹ con Châu ổng đi. Nó khác biệt, nó không có giống bất kỳ con Châu nào trong làng mình hết trơn á. Thôi dạ. Về đi nghe, chưa lắm rồi. Dạ lấy chào Văn lấy Thảo chị. Rồi cảm ơn nghe. Dạ.
Ăn đi con. Ông ơi, ông ơi. Cái gì vậy? Cái gì mà chạy thở dữ vậy? Dạ, cha con mời ông qua nhậu chung với cha con cho vui. Cha con mời qua nhậu hả? Dạ. Ông nhậu là ông không có vui đâu mà ông xỉn á. Ông sai ông vui thì cũng được, miễn ông qua nhậu với cha là cha ông vui rồi. Được rồi, để ông dẫn trâu về nhà rồi ông qua nhậu với cha con. Dạ, dạ ông, ông nhớ qua nhà ông. Ừ. Thưa ông về. Đây, 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 đây. Dạ. Mơ văn còn có mấy bữa mà thấy bên đâu con mập lên ha. Con dạ. Giống cha con ghê vậy đó. Dạ. Ai cũng nói vậy đó đâu. Ừ. Mà ông biết không, người ta nói á, còn giống cha nhà con hút đó. Rồi thôi về đi, chúc dạ. Ông qua. Thưa ông về. Ừ. Này lễ phép ghê không? Qua uống vậy mà xài quá. Trời đứng bóng rồi. Chắc trâu có đói lắm rồi. Ơi, tội nghiệp con trâu. Đói lắm và phải không con? Đi ra ăn. Nghe không? Có. Hả? Con trâu đâu rồi? Con trâu tôi đâu rồi? Con trâu tôi đâu rồi? Con ơi! Trâu ơi! Con ơi! Con đâu rồi? Trâu ơi! Hai cậu ơi! Có thấy ai dẫn con trâu đi ngang qua đây không? Sáng giờ không thấy con trâu. Không thấy ai dẫn trâu hết. Có thấy không? Sáng giờ đi có thấy trâu bò gì đâu anh. Trời ơi! Trâu tôi đâu rồi? Trâu ơi, trâu ơi, con ở đâu trâu ơi? Cái cô ở đằng đi lại đây mà cô có thấy ai dẫn con trâu đi không cô? Tôi không thấy gì trơn á. Cậu muốn không? Lộn, lộn. Dạ. Châu, mày có thấy ai dắt con trâu của chú đi không? Trâu chú hả? Trâu cưng như trứng, hứng như hoa chú hả? Đúng rồi. Sao? Con trâu của chú mất rồi. Mất rồi hả? Ừ. Lúc nào chú cô cũng đi chung với nó, như hình với bóng với nó vậy đó. Nhưng mà chú làm cho nó giận cái gì nó bỏ đi gì vậy? Đây nè, để chú kể cho con nghe. Chiều hôm qua đó, chú thả nó ở ngoài đồng á. Rồi con của anh Bảy đó, qua mời chú nói là cha con mời chú qua uống rượu. Dạ. Rồi chú mới dẫn trâu về nhà chú cột đàng hoàng. Rồi chú qua bệnh chú uống rượu. Chắc chú uống quá chén á, tại vui quá. Chú sai tới mức độ mà chú về nhà chú ngủ mà chú không biết có đóng cửa hay không nữa. Rồi con trâu của chú, trời ơi, trâu ơi. Mất luôn rồi, con biết rồi, nó mất rồi. Nhưng mà cái này tại chú nè. Sao tại tôi? Chứ gì nữa, chú không quan tâm, chú lo lắng cho nó. Chú hờ hững với nó một chút xíu thôi là mất. Ai biết chú nhậu sai. Đó, bây giờ chú tỉnh táo, chú lúc nào ở bên cạnh của nó. Chú ngủ, chú nằm chung với nó luôn đi, sao mất. Chú biết vậy rồi. Nhưng bây giờ quan trọng là phải tìm cho được con trâu của chú nè. Dạ. Trâu ơi. Chú đừng có lo lắng nữa. Bây giờ con nè. Chờ có sạp xuống rồi, chú cũng còn có con bên cạnh chú nè. Để con tìm tiếp chú. Nhưng trời, mà, cảm ơn con. Còn để con bán hết cái mớ rau này, con tìm tiếp chú. Trời ơi trời, con bán hết mớ rau này, chắc con trâu của chú bị làm thịt rồi. Trời ơi. Ủa thì chú, cái làng mình nào giờ đâu có bị mất mát ăn trộm gì đâu ta. Thì bây giờ mất rồi. Ừ, mất thì con biết rồi. Nhưng mà thằng ăn trộm á, chắc có lẽ là nó gình gặp nè, nó theo chú nè, theo dõi lâu rồi. Cái thứ hai nữa hen, là nó cưng con trâu hơn chú nữa đó. Thôi mày đừng có nói gì tăng còn thêm đau lòng nữa. Để dạ. Tao đi tìm con trâu tao dạ. Ơi. Để con tìm tiếp cho. Mà mai mốt chú đừng có nhậu say nữa nha. Chú đừng có hờ với nó nữa nha. Trâu ơi, trâu ơi. Trời sắp tối rồi. Mà tìm không được con. Rất là đau lòng lắm. Rồi đêm nay con ngủ ở đâu? Trời ơi, mất con chắc cha chết quá. Trâu ơi, trâu ơi. Trâu ơi. Bà mau lên. Cái gì mà đi chậm rì vậy? Trời ơi, ông cũng phải để tôi thở chứ. Làm gì hối vật, mệt cũng chết nè. Thở xong chưa? Ê, từ từ đi. Hít thở. Rồi, trả lời. Cái vậy? Ông lấy buông qua chưa? Trời ơi, ông ơi. Ông lấy buông đó. Vợ ông nói ông đi mua bán ở đâu rồi. Thì chừng nào ông về rồi bà kêu ông qua đây gặp ông được chưa? Ông đi buông đi bán, lấy trâu ở đâu? Cũng phải có ngày về.
phải không? Hỏi kỹ ngày nào về chứ lại đứng đây ngay cái chuồng trâu rồi tôi giữ mấy con trâu này hoài. Quên mất tiêu rồi. Thôi đợi 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 thôi đợi đợi ông ở đây đi. Tôi nghỉ mệt chút xíu xong rồi tôi đi chạy qua tôi nhắn với bà. Thôi khỏi đi ha, nhờ một xíu chuyện với ông xong. Nhìn mặt bà, nhìn mặt con trâu giờ không biết ai là trâu ai là bà. Bà ngu hơn con trâu. Trời ơi cái ông này sao hôm nay ghen quá hả? Hết chuyện hôm nay ông chửi vợ ông ngu như trâu hả? Chỉ làm sao tôi đang quê mấy con trâu nha, bán buồn không được nha. Đi về nấu cơm đi, nó bụng ơi. Nấu cái gì? Ông làm như tôi như con ông vậy á, sao dần vậy ai chịu nổi? Tôi vô tôi nấu cơm. Là hôm nay hả? Cho ăn cơm khét luôn. Bà dám cơm khét không? Bà cho ăn cơm khét đi. Tôi chối bà lại lên nhốt chung mấy con trâu luôn cho biết. Vợ với con. Đó, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ngoan ngoan. Con trâu của tôi, con trâu của tôi. Hả? Gì? Cái gì? Cái gì? Gì? Trâu của tôi. Cái gì? Con ơi, về con. Trâu nào của ông? Con trâu nó đi lạc. Nên bậy, bậy vô cùng. Trâu trong chuồng của tôi là của tôi. Con trâu nó không gạo gì, nó xíu nó lạc. Con trâu nó bự, nó có lạc, nó lạc ngoài đồng, ngoài ruộng kìa. Ở trong chuồng của tôi là của tôi, sao của ông được? Nhưng con trâu, trâu của tôi ở thiệt kìa. Nó thấy nó nhìn tôi nước mắt nó chảy kìa, thấy không? Nên ông ơi, trâu là nhìn ông nước mắt chảy, rồi nó ăn cỏ. Trâu là của ông. Ông nhìn sao ông ngóng trâu của ông, nói cho nghe coi. Tôi cho nó quen hơi như sao mà. Quen hơi bậy, con trâu nào cũng màu đen, có hai cái sừng, có cái mỏ ăn cỏ. Bậy quá trâu chuồng tôi, nó trâu của mình. Về đi, về đi, về đi. Tôi xin ông mà cho tôi dẫn nó về đi. Con trâu của tôi mà xin cái gì? Cho tôi xin đi. Bậy bậy đi về. Thôi thôi, đừng. Tôi xin thấy ông đừng. Không được ở lại với nhau. Nếu hai đứa ông giải quyết không được thì nhờ lên quan và quan xử cho. Bây giờ một lần nữa tôi xin ông cho tôi dẫn nó về, nếu không thì tôi thưa lên quan à. Thưa đi. Trâu trong chuồng tôi có tôi nói gì ông thưa. Ông có bằng chứng gì ông thưa? Ông thưa đi tôi hầu. Được rồi. Tôi thưa nha, ông nhớ đi hầu nha. Ông đi thưa đi, tôi mới đi có dịp đi hầu. Thôi vậy lên quan đi. Lên quan đi. Lên quan đi. Đi. Rồi rồi, đi lên quan lên. Ông thấy con dâu rồi đè ông chết chưa? Lên quan đi. Đi. Đi đi đi. Tất cả trật tự. Ông đang kia. Dạ. Ông kiện tên Tứ ăn trộm trâu của ông. Vậy ông có chứng cứ gì không? Dạ thưa quan, tôi chỉ có con trâu là gia tài, nên tôi rất thương nó. Nó bệnh, tôi bệnh. Nó vui, tôi vui. Hôm đó tôi uống hơi quá chén nên tôi say. Tôi ngủ tôi không biết gì hết. Có một kẻ thừa cơ hội, nó vô nó dẫn con trâu đi mất. Tôi đi tìm nó khắp nơi nhưng mà không gặp. Tôi tới cái bầy trâu của ông này nè, tôi thấy cái trâu tôi nó ở trong đó đó. Chứ tôi không có bằng chứng gì hết. Ông không có bằng chứng mà lại xông vào nhà người ta, nói là con trâu đó là của mình. Vậy ông có biết là tội vu cáo là phải bị phạt 10 hèo hay không? Dạ thưa quan, xin quan so xét. Tôi nuôi nó từ nhỏ nên tôi rất là thân thuộc với nó. Dù nó đứng 100 con đi nữa thì tôi cũng nhận ra nó. Đó là lý lẽ của ông. Nhưng nếu như không có chứng cứ thì ông không thể nào nhận con trâu đó là của mình được. Bây giờ ông hãy suy nghĩ cho thật kỹ, có đặc điểm nào để ông nhận ra nó là con trâu của ông không? Tên Tứ kia. Dạ. Ông đang đây kiện ngươi đã trộm trâu của ông đang. Vậy ngươi có chứng cứ gì không? Nói đi. Dạ thưa quan, có quan. Nhà con nuôi một bầy trâu, con nào con nấy nó mập ú như con gì đó quan. Nếu ổng cứ khăng khăng á nói con trâu này của ổng, quan viết giấy giao kèo đi. Nếu mà con sai á, con bị mất con trâu cho ổng, con bị phạt 30 lượng bạc luôn đó quan. Ông Trà. Dạ. Ông hãy lấy giấy bút ra lập bản giao kèo đi. Dạ. Nếu ai tả được đặc điểm con trâu thật đúng thì con trâu đó của người đó. Dạ. Giao kèo đã lập xong. Tên Tứ,
hãy mau tả đặc điểm của con trâu đi. Dạ bẩm quan, con trâu nhà con á quan, nó màu đen, nó có hai cái sừng cong lên, mà hai cái sừng không đều nhau. Giữa hai cái sừng đó nó có một cái dòng xoáy đen chính giữa hai cái sừng. Mà chưa hết đâu, nhìn trên người con trâu nhà con có năm cái xoáy trên người nữa đó. Chưa hết, cái hai cái chân trước đó đó, con đo 4 gang, 4 gang một chân. Hai chân sau nó dài hơn chân trước nửa gang, có nghĩa là 4 gang rưỡi. Đó, con trâu của con là vậy đó. Đặc điểm nữa nó ăn cỏ. Lão Trà với lại trưởng làng, dạ, hãy ra kiểm tra con trâu thật chính xác đi. Dạ, bẩm quan. Dạ bẩm quan, những đặc điểm mà tên Tứ nói đều chính xác. Khá khen cho tên Tứ có trí nhớ thật tốt. Còn ông Đan, dạ, ông có thể cho biết là ông biết được những đặc điểm gì mà để nhận dạng đó là con trâu của ông không? Dạ, tôi không có đo mà tôi cũng không có đếm sấy trên lưng nó nữa. Nhưng tôi chỉ biết một điều là tôi với con trâu rất là thân thiết. Mỗi lần mà tôi vuốt nó đó thì nó mừng và nó le lưỡi ra cái nó liếm hai bên mép nó, vậy thôi. Dạ bẩm quan, nó chuyện bình thường quan. Con trâu nào mình vuốt nó không mừng, mình vuốt nó không le lưỡi mừng chủ. Trời ơi, bình thường thôi, trời ơi, có gì đâu bình thường mà. Trời ơi, ông, chú ơi, chú sao vậy? Nó là chú cưng nó hơn chứng mộng nữa, sao bên hai chú không nhớ gì chứ vậy? Chú gan nhớ còn lại chú đó. Im lặng. Ông đang kia, chứng cứ của ông đưa ra không chính xác bằng tên Tứ. Theo như giao kèo đã được lập thì con trâu kia không phải là của ông. Quang ơi, con trâu đó là trâu của em mà quang. Quang ơi, con trâu đó là trâu của em thật mà. Buổi xét xử coi như tạm ngưng ở đây. Mọi người cứ giải tán về, ngày mai bổn quan sẽ xét xử tiếp. Dạ bẩm quan, trà tôi mới pha còn nóng à, xin mời đại quan dùng. Ông ngồi xuống đi. Dạ. Tao muốn nói chuyện với ông. Dạ. Ông thấy hồi sáng khi xử vụ án á, thì ông thấy như thế nào? Dạ thưa quan, tôi rất đổi ngạc nhiên vì ít thấy người nào nuôi trâu trong chuồng mà lại đo đếm từng chi tiết một của con trâu, cũng như là nó có bao nhiêu cái xoáy, cái sừng nó có đồng đều hay không, và chân trước, chân sau nó chính xác từng ly từng tí như một. Thật là quá lạ lùng, thưa quan. Ta cũng thấy như vậy, nhưng ta thấy tình cảm của ông Đan dành cho con trâu nhiều hơn là tình Tứ. Và ông ta có vẻ thương con trâu giống như là người cha mà thương con vậy. Nhưng tình Tứ thì có đầy đủ chứng cớ. Dạ. Yeah. Cho nên mình phải trả con trâu cho hắn. Dạ. Yeah. Thôi,
Bây giờ ta đi nghỉ sớm đi, để sáng mai xử cho xong cái vụ án này. Dạ, thưa đại quan nghỉ sớm. Vậy ông cũng về nghỉ đi nha. Dạ, chào đại quan. Mau coi, cái gì mà rề, rề. Ngộ ghê. Đi không dám bước. Ngủ cũng hối, đi cũng hối nữa. Mau đi. Cái gì vậy? Từ từ với ông làm gì ông hối tôi gì giặt à? Từ từ cái gì? Khi mà ra coi mấy con trâu kìa, cho tôi lên đình nữa, kiện tụng tùm lum hết trơn. Ý tôi nói là ông, cái ông lấy trâu đâu rồi? Lấy trâu gì? Qua đây làm chi? Buôn bán gì nữa? Người ta đang kiện tụng kìa, tôi lên đình đây, bực bội à? Trời đất ơi, cái ông này ngộ ghê, làm như tôi cái thớt vậy, giận cái là đổ lên đầu tôi à, kỳ cục quá. Ông Tư đâu? Ông Tư. Mấy chú Linh. Ông Tư. Cái kiếm chồng tôi hả? À? Bà nghe tôi hỏi nè, tại sao tôi lại ở nhà tôi không thấy chồng bà, rồi ra chuồng trâu này cũng thấy là sao? Trời ơi hai chú ơi, chồng tôi vừa mới đi lên trên đình tức thì xong á, đi lên trển hậu kiện ở trển á, mà kiếm chồng tôi giờ này chi không? Quan chặn tôi xuống đây á, là nói với chồng bà đó, dẫn một con trâu cái lên đình, quan có việc cần nhờ đến. Dẫn trâu cái lên hả? Ừ. Xuống sớm một chút mà đỡ biết mấy không? Giờ mới đi tức thì, không lẽ giờ tôi chạy ngược ra, tôi kêu ổng chạy ngược về dẫn trâu đi. Chồng bà đi rồi. Đi rồi. Vậy thì giờ bà dẫn trâu dẫn luôn. Tôi dẫn hả? Ừ. Cũng được, con trâu cái đúng không? Ừ. Rồi thôi được rồi, hai chú đi gia đình trước đi, rồi được cái gì tôi đi ra đó. Ừ, vậy nha. Dạ. Đi. Trời đất ơi, trai tráng lính láng gì, đi nhanh chút đi cho đỡ biết mấy. Giờ cái hành mình bắt mình phải dắt đi. Đi nha con. Ơi, lên trên đình để coi quan cần mày để làm gì đây, tao cũng không biết nữa. Đi. Đi, đi theo tao nè. Đi. Nhanh con, đi. Đây con, qua đây. Qua đây con. Qua đây nè. Bà chị à, tôi cột trâu tôi đây nha. Trời ơi, cái ông này bỏ hết chỗ sao đi cột chỗ này. Ở đằng kia có cái cây kìa, đằng sau này cũng có cái cây nè. Không cột, đi vô cột chung với cái cây của tôi chứ vậy. Bà chị này mới lạ. Ủa cây cột này của nhà bà chị hả? Sao bà chị không dắt trâu lên kia cột đi? Ông ta cột đây nói gì? Ông vô duyên vừa phải thôi. Sao vô duyên? Tôi tới nè, nè, nè. Hai ông bà cột cái gì cột lẹ đi, quan trọng xét xử rồi đó. Dạ. Cái lộn hoài à. Dạ. Lẹ lên. Đi. Trời dạ. Ông kỳ cục. Ông kỳ cục. Đây ngoan nha con. Nha. Ngoan nha. Con yên lặng. Quan xử tiếp đây nè. Hôm nay ta tiếp tục phân xử vụ con trâu của ông Đan và tên Tứ tự nhận là trâu của mình. Vậy bây giờ ta hỏi một lần nữa, tên Tứ kia. Dạ. Ngươi nói là ngươi nhớ rõ từng đặc điểm của con trâu, vậy ngươi có ý kiến gì không? Dạ thưa quan, trâu nhà con nuôi mà quan, con thương yêu lắm quan. Nó có bớt có sấy chỗ nào, nó ăn sao đi sao, con thương như con của con vậy đó. Từng cái bớt cái sấy nó nết ăn nết ngủ sao con biết hết, giống như con của mình vậy đó quan. Người của ngươi thật là kỹ lưỡng. Dạ. Hèn gì những con trâu của ngươi nuôi, con nào con ấy da dẻ bóng mượt. Dạ cảm ơn quan đã có lời khen. Con trâu nào nhà con nó bự hơn con không à quan. Bẩm quan, vợ của tên Tứ đem một con trâu cái đến đây theo lệnh của quan đó. Ta có ra lệnh cho vợ của Tứ đem trâu cái đến à? Sao ta lại không nhớ? Dạ, bẩm quan, lính của quan á tới nhà con kêu chồng con đem con trâu cái tới, nhưng mà lính quan tới trễ quá, chồng con vừa đi mất tiêu, cái là con phải dắt con trâu đến sau. Dạ bẩm quan.
Dạ, dạ bẩm quan. Dạ, con đã đem con trâu cái mập mập đến theo lời của quan rồi à. Ta cho đòi ông Tư dẫn con trâu cái đến chứ không phải là Tứ. Nghe chưa? Thôi, vợ chồng của thị Tứ, bây giờ cấm phiền thị dẫn con trâu về để ta tiếp tục phân xử. Dạ vậy thôi con thưa quan, con đi về. Đi nấu cơm đi. Biết rồi, làm gì tôi rảnh lắm. Lát về ăn cơm khác đi. Cái gì nấu cho con trâu giờ? Ông ta, chỗ ta đang xét xử mà có kẻ nào làm náo loạn ngoài kia vậy? Bẩm quan, để tôi ra xem sự thể như thế nào. Chồng ta mà cứ nói là con chồng của mình. Ông vừa phải rồi chứ. Ê, bà la, ông vừa phải rồi chứ. Hả? Cái gì bà la vậy? Dạ, cái ông này nè. Ông cứ đang khăng khăng cái con trâu đó của ông không à. Kỳ cục quá. Thị Tứ, ta dạ. Kêu nhà ngươi đem con trâu về, tại sao còn làm ồn ào ngoài kia vậy? Dạ, dạ bẩm quan, con trâu mập mạp con cột ở ngoài cây kia là của con. Mà cái ông này nè, ông cứ đi ra ông khăng khăng ông nói con trâu mập mạp là của ông. Nhưng mà thực chất á, cái con trâu mà ốm nhách chơ xương ra mà kế bên con trâu của con á mới là của ông. Còn con trâu mập mạp là của con. Tại sao lại có chuyện lạ đời như vậy? Ông Tư, vậy con trâu nào là của ông? Con theo lệnh quan á, rồi con đi ra con đem con trâu mập mập của con đi về. Tự nhiên bả ra bả giật con trâu mập của con. Bả đưa con trâu ốm của bả cho con à. À, ông gian xảo vừa phải thôi nha. Nó láo rồi, nó mà không biết chớp mắt luôn à. Bà mới láo à. Quan ơi, dạ con nói thiệt với quan luôn á, nhà con á nuôi một bầy trâu mà con nào cũng mập mạp hết đúng không chồng? Đúng. Đó, con nuôi kỹ lắm, cho nên á cái con trâu nhà duy nhất một bầy trâu đó của con có một duy nhất một con cái thôi. Đúng. Cho nên á là con biết mà. Cho nên là con ông này nè. Thôi, ông gì? Con trâu cái đó là của tôi. Con trâu ốm là của bà. Con trâu ốm là của tôi. Đừng sử dụng. Con trâu bà đừng quay. Thị Tứ. Dạ. Tại sao thị lại khẳng định con trâu đó là của thị? Dạ, dạ, dạ bẩm quan. Nhà con á có nuôi một bầy trâu mà có duy nhất chỉ một con trâu cái thôi. Dạ. Cho nên á là con cho nó, con cưng nó lắm, con cho nó ăn no nè, con tắm tát kỹ lưỡng cho nó. Dạ. Cho nên là con biết nó là con trâu của con. Dạ. Nó mập mạp dữ lắm quan. Vậy thì có nhớ được đặc điểm của nó để nhận dạng không? Đặc điểm nhận dạng hả quan? Dạ nhớ không? Dạ con thú thiệt với quan là con cho nó ăn mỗi ngày, con tắm tát cho nó mỗi ngày, nhưng mà con không có biết đặc điểm của nó là gì. Tên Tứ kia. Dạ có con. Người nói là ngươi nhớ rất rõ đặc điểm từng con trâu của nhà ngươi. Dạ. Vậy ngươi hãy nói cho tao nghe, con trâu của vợ nhà ngươi dắt đến á, nó có đặc điểm gì? Dạ. Nói đi, nói đi. Từ từ nói, mà đem trâu cái đi cho nó nói chuyện. Quan kêu tôi đem chứ bộ. Dạ thưa quan, quan hỏi bất ngờ quá, con không biết nói như thế nào. Ở nhà khôn lắm nè, sao giờ ra đi ngu dữ vậy? Thì bây giờ ông cứ nói đi, con quen con trâu. Từ từ người ta nói. Dạ thưa quan, đặc điểm con trâu cái nhà con hả quan? Hai cái sừng. Dạ thưa quan, nó có cái nứt da màu đen. Nó có hai cái sừng. Ừ, đúng rồi. Nó có bốn cái chân. Nó đi thì hai cái chân trước đi trước, hai chân sau đi sau. Dạ nó quỳ xuống thì nó nằm, thì hai cái chân xếp lại. Dạ thưa quan, nó ăn cỏ. Cái chuyện đó ta nhìn sơ qua cũng biết được điều đó. Ta hỏi là hỏi nhà ngươi, con trâu của nhà ngươi á, nó có những đặc điểm gì? Cái xoáy của nó làm sao? Cái bớt của nó như thế nào? Nói đi. Ông nhớ tới cả cái xoáy nữa hả? Trời ơi, nói đi, có mấy cái xoáy? Quang ơi, con nuôi cả bầy trâu lận, con đâu có nhớ mà kỹ từng chi tiết như vậy quen. Quang hỏi bất ngờ quá, con chỉ biết trâu nó có màu đen thôi, nó thích ăn cỏ non và nó ghét màu đỏ, thế thôi. Dạ. Ổn lâu. Dạ. Nhà ngươi dám qua mặt bổn quan? Đúng là nhà ngươi có bầy trâu, nhưng chỉ duy nhất có một con cái thôi. Người dám khoe khoang là nhớ kỹ từng đặc điểm trên người của mỗi một con trâu, nhớ từng nốt ruồi, từng cái xoáy và từng cái bớt của nó nữa. Đúng rồi trời ơi, khoe khoang kiểu đó nhớ rồi. Bây giờ nói đi. Đúng rồi trời ơi. Dân làng nghe ta xét xử đây. Tên ăn trộm trâu
đã cố tình đo đạc, đếm xoáy thật là kỹ lưỡng. Điều đó để đề phòng khi chủ của con trâu nhận ra thì hắn sẽ có cớ để thưa kiện. Còn tất cả những con trâu khác của hắn, hắn không nhớ gì cả. Chính ngươi, ngươi là người gian manh. Ngươi phải trả lại trâu cho ông Đan. Lính đâu? Phạt đánh 20 heo và phải trả lại 30 lạng bạc cho ông Đan. Quang ơi, con có lỗi rồi. Lần đầu Quang tha lỗi cho con. Quang ơi, dạ con có lỗi, con biết lần đầu rồi. Quang ơi, ông Đan có nói gì, ý kiến gì không? Dạ thưa bẩm Quang, tôi đã mất con trâu, nhờ Quang mà tôi đã tìm lại được con trâu. Dạ xin cảm ơn Quang. Còn tiền bồi thường đó tôi không dám nhận đâu. Ông Đan, ông thật là thật thà và lương thiện. Số bạc mà ông được bồi thường, nếu như ông không nhận thì ta sẽ xung vào công quỹ. Còn riêng tên Tứ, phải phạt đánh 20 hèo để làm gương cho kẻ khác. Lên, đi lên. Tôi chỉ bắt được có nhiêu đây thôi à. Anh Lễ, anh Lễ, cả tháng nay á, má của em không có ăn cá mà má em thèm cá lắm. Hay là anh bán cái rổ cá này cho em nha. Nè, phải má chị ăn cá không? Hay là tại chị thích? Hôm qua tôi thấy má cô ra chợ mua cá. Má cô nói má cô ghét ăn cá muốn chết à. Mua cá về chủ yếu là cho cha của cô ăn thôi. Kệ người ta, tôi thích cá hay là tôi thích thì cũng kệ người ta, có ganh tị hả? À đúng rồi đó, ganh tị hả, ganh tị hả? Ủa, tôi nghe nói á, là hồi xưa cô Sen á, cổ còn nhỏ, cô ăn cá, cô mắc sần như cổ họng vậy nè. Cô đâu có dám ăn nữa đâu. Vậy mà bây giờ cô đi ra đây để ham hối chị em của mình nữa. Kệ tôi, bộ mắc sần không được quyền ăn cá hả? Đúng thì rồi, tôi mua cá về, tôi bắt bộ người hầu hả? Lóc xương cá ra hết rồi bầm cá cho thịt nhuyễn rồi tôi ăn không được hả? À, được 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 được, thì cô cứ lóc xương cá rồi cô ăn đi. Chứ còn chàng ơi, cá này là mình ăn luôn xương đúng không? Đúng rồi, ăn luôn xương, mình ăn luôn xương. Cá này em ăn luôn xương, tôi ăn luôn xương. Em không ăn luôn xương của tôi mà. Thôi ba cô đừng có giành nữa, bữa nay á là biển cạn, tôi chỉ bắt được nhiêu đây thôi. Mình làm theo cách cũ đi, ba cô sao ăn tôi xì. Nếu mà ai thắng á, tôi sẽ bán cái rổ cá này cho người đó. Yeah, chàng nói em mới làm đó nha. Lần nào á quảnh xù xì tôi cũng là người thắng. Bây giờ hai người quảnh đi, rồi ai thắng á thì quảnh với tôi. Làm gì có vụ đó? Ờ đúng rồi, làm gì có chuyện đó. Bây giờ chàng mình phải là ba người á hả, cùng quảnh xù xì mới công bằng. Đúng rồi á chàng. Thôi được rồi, quảnh đi, quảnh đi. Ờ quảnh hả? Đó, tôi đến nha. Một, hai, ba. Ba. Ê. Ăn vàng quá. Nhìn
con cá đó cho em nha. Nhớ nha, nhớ nha, chừng nha. Tiền của tôi. Cầm. Tiền của tôi mà. Lấy sổ ra đi. Sao lấy tiền của tôi? Tiền đâu của mày. Tiền đâu mà trả nợ mà nói gì á? Thằng Lễ, bữa nay mày tiếp tục mày trả cho ông bá hộ tổng cộng là 1 đồng. Chính xác. Mấy người lấy của tôi 2 đồng, sao ghi vô có 1 đồng vậy? Ủa, 1 đồng này là trả cho tụi tao. Tại vì công sức đâu mà chăm nom mày từ bình minh tới hoàng hôn, rồi bây giờ ra lấy tiền mày nữa rồi trả cho ông bá hộ, đúng không? Đâu có ở không mà ra đây chờ mày tới giờ này, chờ mày lấy tiền hả mày? Chứ sao. Mấy người tính vậy, tới bao giờ tôi mới trả hết cho ông bá hộ hả? Cái chuyện đó thì mặc kệ mày, hiểu chưa? Đời cha của mày nợ, đời mày trả. Đúng ha. Đời mày trả không hết thì đời con của mày trả. Tao tính bữa nay mà ra đây mà mày mà không có tiền trả là mày biết tao, tao lấy luôn cái rổ cá của mày về nhà đó. Mày hiểu không? Tôi cũng tính vậy đó. Đời con của mày trả không hết, đó con của tụi tao sẽ đòi nợ con của mày. Đúng rồi. Ủa vậy là sao vậy? Nó khùng mà, nó trả tiền, nó trả hoài, trả hết. Nó khùng mà, nó còn kỳ dễ mày nữa đó. Mày, nè, mày muốn kỳ dễ gì mày? Hai. Tao nói cho mày biết, mày đừng cứ tưởng mày cười như vậy là mày khi dễ được tụi tao. Thương mày lắm mới cho mày an phận thủ thừa ở đây. Hằng ngày đến bắt cá, lấy tiền mà trả nợ cho ông chủ tụi tao. Còn nếu mà mày chống tụi tao ha, tụi tao tới nhà mày đốt cái nhà của mày. Rồi mày khỏi mà đi đánh bắt cá mà buôn bán kiếm tiền ăn đâu con. Ghét. Chị em xin lại chém anh. Của em hả? Dạ. Dạ em cảm ơn anh nha. Nè, có chuyện té. Này là cá của tôi, ai nuôi con cá mang ơn suốt đời. Cá xanh cá trắng gió trời, tung tăng con cá bơi vào bơi ra. Cá này là cá của tôi. Thank you.
Tiên cô. Là Tiên cô. Xíu nữa mày bị đau đó nha. Sao giống con cua trong giấc mơ của mình quá vậy ta? Nhìn mày rất là đặc biệt. Mày làm bạn với tao nha. Vậy về nhà với tao nha. Cua về nhà nuôi, dân lễ quấn quýt với cua không rời. Dần dần cua đã trở thành chi kỷ với chàng. Sớm tối đều có nhau, những chuyện buồn, chuyện vui đều chia sớt cùng cua. Cho đến một ngày. Cua ơi, ta về rồi nè. Bữa nay á, ta có đem đồ ăn về cho ngươi nữa. Cua ơi, cua ơi, cua, cua đâu rồi? Cua ơi, cua ơi, cua, cua ơi, cua ơi, cua, cua đâu rồi? Tuổi rồi sao mà mới xuất hiện có một lần mà sao nó chóng mặt quá. Ủa? À. Ông là ai vậy? Ta là ông Bụt đây. Mà sao con ngồi con buồn vậy con? Ông Bụt ơi. Ừ? Người bạn của con á, không biết tại sao người bạn của con lại mất tích nữa. Ông có thể giúp con kiếm lại được không? Yên tâm đi, người bạn của con là con cua đá đó, thực chất là một nàng tiên. Do ta thấy con là một người lương thiện chăm chỉ nên ta giấu cái mai cua của nàng đi, biến nàng trở thành ngư rồi. Con hãy đi tìm nàng và cưới nàng làm vợ nha. Quả đúng như lời Bụt nói, tiên cua đã hóa thân thành người Nhật và với dung mạo vô cùng xinh đẹp. Dân lễ đã cưới tiên cua làm vợ, bắt đầu những ngày tháng hạnh phúc bên nhau.
Hãy quay lại con nha. Tới cầu giùm con nha. Nhờ sự động viên của Tiên Cu, Văn Lễ làm việc không ngừng nghỉ. Chỉ sau một thời gian với những mẹ ca lớn, Văn Lễ đã trả hết nợ cho cha mẹ mình và xây nhà, đó là một ngôi nhà khang trang, cùng chung sống với Tiên Cu với những tháng ngày ấm no và hạnh phúc. Vợ của ta. Ai đó? Khát nước quá. Dạ, tôi khát nước quá. Có thể nàng cho ông một chén nước được không? Dạ được. Có mời ông ngồi. Con mời ông uống nước. Ông ơi ông, con mời ông uống nước. Ông ơi, sao kỳ vậy ta? Giăng lưới từ sáng tới giờ mà không có con tôm con cá nào hết. Rõ ràng là mình để dưới bánh tét ở đây mà. Bây giờ đâu mất tiêu rồi. Bánh tét ngon á. Mấy người là ai? Sao lại vô nhà người khác ăn cắp đồ như vậy? Ta mà người không biết hả? Ta với nó mà người không biết. Ta là người làm được ông bá hộ cưng và yêu thương nhất. Tao cưng tao, ông bá hộ cưng tao. Tao. Mày sai rồi tao. Ông bá hộ cưng tao. Hai người thôi đi. Cho dù là hai người là người nhà của ông bá hộ thì cũng không được ăn cắp đồ của khác như vậy. Tầm bậy à, cái này không có ăn cắp nha. Nghĩ sao hai tôi lại ăn cắp vậy? Nó mới lấy con miếng nó ăn à, nó ăn cắp mà nào. Nó cho thêm miếng cái đi, đây là cho nghe, xin nè. Không cắp. Hai người đi, chồng nó sắp về đó. Đem chồng ra hù hả? Xin lỗi, hai người này không có sợ ha. Ôi đất ơi. Gì? Hai người làm gì ở đây vậy? Lại đây ta thông báo cho người biết. Ngày mai ông bá hộ sẽ đưa Kiều Hoa đến đây rước nàng về bển. Hai người liệu mà chuẩn bị đi. Còn chia tay chia chân gì thì nói gọn gọn tối đêm nay đi nha. Nè, đừng có hồng mà bỏ trốn nha không. Nghe. Người nói cái gì? Nói gì ngươi không nghe rõ hả? Ông bá hộ là cái gì mà có quyền tới đây rước vợ của ta? Vợ đẹp quá mà ông khoái thì ông rước thôi. Vợ đó. Đẹp vợ người ta hiểu chưa? Bây giờ đến tao. Canh chừng hai đứa bay. Từ bữa nay cho đến ngày mai khỏi có nghĩ tới chuyện bỏ trốn hay chưa? Nghe chưa? Chạy cũng có thoát đâu ha. Đi. Cảm ơn nha.
Chàng ơi, bây giờ mình phải làm sao đây chàng? Nè, cứ yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ nè. Nếu tình bảo hộ làm gì nè, ta sẽ liều mạng để bảo vệ. Nếu phải rời xa chàng, thà chết còn hơn. Nè, Bụt, hai con đừng có lo, mọi chuyện để ta lo cho. Nhưng mà Bụt ơi, tên báo hộ cho hai tên đầy tớ canh trước cửa, làm sao vợ chồng con chạy thoát được? Có sao đâu, ta sẽ quá phép cho tụi con biến mất. Biến mất. Ta biến cho hai đứa nó biến mất rồi, có mình ta còn đây hả? Ta cũng phải biến cho ta mất luôn. 1, 2, 3, Nè, tao quên nói cho hai đứa. Tụi nó đâu rồi? Ê, không có thấy tụi nó đâu hết rồi đó nghe. Bây giờ đi về báo cho bà Hùng. Đi nhanh nhanh đi. Ê, hai bà kia, đứng lại cho tôi hỏi cái này. Hồi nãy có thấy vợ chồng Văn Lễ ở đây không? Tôi mới ở đây mà. Thôi đi. Đâu rồi ta? Tiền em đâu? Tiền gì? Thì em phát hiện vợ chồng Văn Lễ thì báo cho anh biết. Phát hiện? Chừng nào mà tao bắt tận tay dây tận mặt tụi nó, rồi tao đưa tiền cho mày. Còn bây giờ thì biến. Biến. Mà công nhận vợ chồng nó nhanh thiệt không mày? Mới thấy đây mà mất tiêu rồi. Mày yên tâm đi, tụi nó trốn không có thoát đâu. Ông bá hộ á đã báo với quan trên rồi. Quan trên cho lính lùng sục khắp nơi, nó trốn không có thoát đâu. Trời đất ơi, lính bắt gối làm cái gì? Đằng này tao muốn tao với mày bắt nó rồi đem lên cho ông. À, vậy là mày muốn làm công phải không? Vậy tao với mày chạy lên ngã ba, mỗi thằng một hướng. Đi, tìm đi, nha. Đi. Anh ơi, bây giờ làm sao? Làm sao mình thoát khỏi tên báo hộ đó đây anh? Để từ từ anh tính. Bụt, ông Bụt. Yên tâm, ta sẽ giúp cho hai con thoát khỏi cái tài báo hộ đó. Bằng cách nào vậy ông? Ta sẽ biến cho con trở lại hình dạng con cua như trước. Lấy. Dạ. Con hãy đưa cái tay con lên đây. Ủa, vợ con đâu rồi? Vợ con ở trong cái hũ nè. Ông biến vợ con thành con cua rồi hả? Đúng rồi. Vậy bây giờ con phải làm sao hả ông? Có cái gì đâu mà khó. Ta sẽ biến con trở thành một người khác. Thưa ông, sao ông biến con già quá vậy ông? Phải biến dạng như vậy đó, con mới thoát được cái tay bá hộ. Dạ, cảm ơn ông, dạ. Bây giờ hai vợ chồng con phải nghe lời ông khuyên. Dạ. Tìm một cái nơi nào sống cho an toàn ha. Dạ. Khi nào muốn trở lại cái hình hài cũ đó, nhớ đọc cái câu thần chú đó nghe chưa? Dạ, xin lỗi. Dạ, con biết rồi. Dạ, con biết rồi. Thưa ông, con đi nha ông. Khoan đi. Dạ. Con khoan đi. Để ta đi trước. Dạ. Con cảm ơn ông. Dạ. Ôi, hai vợ chồng mình đi nghe em. Tại sao vậy mày hả? Tại sao? Mày cũng vậy tại sao hả? Tại sao? Nói tụi bay không bao giờ nghe ha. Tao nói là tao dặn phải tìm cho bằng được. Tại sao tụi không ra? Trời ơi, cái đồ thức ăn hại. Tao thấy tụi bay tao giết tụi bay rồi. Giết tụi bay cho rồi đi. Hai đứa bay ra khỏi nhà tao liền. Đi mày. Đi. Đồ thức ăn hại. Đồ thức tự đánh. Đồ thức ăn hại. Đồ đi chết đi.
Ông sao vậy nè? Hả? Ông ơi, ông bị sao vậy? Cái miệng sao méo vậy? Tôi đã nói ông rồi, đừng có cười nhiều. Cười nhiều méo miệng quá, ông cứ cãi lại tôi. Sống lớn quá, cá nó không ăn đâu. Tôi về đi ông Giàu ơi. Nha. Để tôi ráng câu thêm chút nữa coi nó ra làm sao. À mà này, sáng giờ anh Quảng câu được mớ nào chưa? Trời đất ơi, có ba con cá nhỏ xíu, không đủ kho tiêu nữa. Vậy còn đỡ hơn tôi. Tôi chưa được con nào hết trơn á. Vậy đó hả? Thôi giờ mở câu nha. Ừ. Tôi về trước à. Ừ. Về nghe. Ừ. Lát gặp ha. À. Bà không vào. Bà không vào ơi. À. Ê, bà không vào. Con Tư là hả? Tao tôi không vào nào mày tôi giả mặt mày ơi mày. Kêu kỳ cục vậy? Ừ, rồi quên, tại thấy vào mà không vào nên kêu. Thôi nha. Nói nghe nè. Vậy. Chồng bà đó đi bắt cá về chưa? Tại biết xong bà chủ của tôi á, bà thèm cá tươi nên tôi phải chạy qua bên đây nè, tôi coi có cá tươi không đem về cho bà ăn. Bà thèm mà không có là chết với bà liền á. Chồng tao đi câu cá ngoài biển khơi, có câu được con cá nào á thì đem thẳng ra mà chợ bán luôn, không có cá dư đâu mà đem về nhà này, hiểu chưa? Ủa vậy là câu xong là đem ra chợ bán luôn chứ không bán đây hả? Ừ. Chết rồi, không có được. Đem ra bán luôn á là ở đây không có cá tươi cho bà chủ ăn là bà chủ la chết luôn á. Mà đúng rồi, bây giờ bà vào, bà thèm ăn cá tươi thì bây giờ bà phải đi thôi. Bà tao nói vào có khác mà, đúng không? Ừ, đúng rồi. Ờ đúng rồi, cũng may á nha. May là bà thèm ăn cá tươi á, chứ bà mà muốn hả quần áo mà lụa lạ là tôi cực lắm á, phải chạy tuốt lên trên kinh thành đó rồi vô cái làng mà người ta dệt tơ lụa đó là kiếm cái lụa nào mà đẹp nhất mới đem về bà mới chịu mặc đó, chứ còn mặc giải như bà không có chịu mặc đâu. Bây giờ người ta vào, người ta thích ăn ngon mặc đẹp, tôi mà có tiền là tôi cũng vậy thôi à. Đúng rồi. Nghĩ cũng buồn ha. Tự nhiên sao á, cha mẹ đặt tên vào mà mình nghèo cái gì ta. Ồ, thôi vậy ráng vào lên đi, chứ tự nhiên nghèo hoài thấy cũng kỳ quá. Lấy gì ra tiền? Lấy cái gì ra tiền? Thôi đi ra lấy cá tươi đây nè. Hận cái tên vào. Tên vào nhà thì như vậy nè, gặp cái chồng nữa khờ ơi là khờ, không biết chừng nào thoát khỏi được kiếp nghèo. Lần này mà không dính nữa là đi về á. Cũng được một con. Ai cha. Cuối cùng cũng được một con. Đi về. Ông lão ơi, xem nông hay thả tôi về dưới biển. Ông lão ơi, ông lão. Ông lão ơi. Ai kêu tôi đó? Hả? Tôi đây. Tôi là ai? Tôi là cá vàng nè. Ông lão. Cá vàng. Cá vàng là...
ông lão. Cá vàng, nãy giờ cá vàng nói chuyện với tôi đó hả? Ngộ hè, sao con cá lại biết nói tiếng người hè? Tôi là thái tử với Long Cung, tôi hóa thân thành cá vàng để vào chơi, không may mắc phải lưới câu của ông. Ông hãy thả tôi ra đi, tôi sẽ đền ơn cho ông. Long Cung lên đây chơi hả? Rồi, được rồi, bề gì cũng không có nhiều thịt. Thôi, thả ông về ha, đi mạnh giỏi nha. Tôi cảm ơn ông. Khi nào ông cần gì, ông hãy ra đây tìm tôi, tôi sẽ sẵn sàng giúp ông. Ông lão. Thôi, ơn nghĩa gì. Đi mạnh giỏi là được rồi. Vậy ha. Giáo viên, có cơm rồi em. Bụng bụng quá. Nay có câu được cá không? Không. Không câu được cá, tao đi tới giờ mới về. Tại sao không câu được cá? Thì biển động. Làm cái nghề của mình thì có bữa câu được, bữa không câu được là cái chuyện bình thường mà. Sao hôm nay cái mặt của bà mắc cái gì mà khó đăm đăm vậy? Tối ngày câu được con cá nào là đem ra ngoài chợ bán. Vợ nhà vợ thì bán cá nướng mà không được đó là sao? Trời đất ơi, tôi nói mùa này biển động, câu cá có được có mấy con không đủ đổi gạo nữa, lấy cá đâu cho bà ăn. Nhưng mà tôi thèm ăn cá, ăn rau mà tôi không ăn nữa đâu. Vậy thôi được rồi, bữa sau á tôi chừa lại mấy con cho bà, được chưa? Làm gì thế ghê. Anh này, ăn được đâu mà ăn. Nè. Có chuyện này tôi kể bà nghe vui lắm. Thiệt ra đó, hồi nãy tôi có câu được một con cá vàng. Rồi đâu? Thả rồi. Ông nghĩ sao vậy? Ông câu được con cá vàng mà ông thả, ông đem về cho tôi ăn. Từ từ để tôi kể bà nghe, cái chuyện này ngộ lắm. Sao ngộ? Con cá vàng mà tôi nói đó, nó biết nói tiếng người. Ngộ chưa? Nó nói với tôi á, nó là gì á? Thái tử Lâm Dương. Nó đang bơi đi chơi, cái tự nhiên dính vô cầu của tôi, nó móc nó lên. Cái nó nói... Mà nó nói ông sao? Hả? Thì nó nói mình thả nó đi, rồi mai mốt có dịp nó đền ơn cho mình. Cái tôi mới nói thôi ơn nghĩa gì, lỡ rồi móc vô cá vàng nói vậy thôi tôi thả cá vàng về. Tôi còn nói đi mạnh giỏi nghe. Trời ơi ông già ơi, ông già ơi, ông già ơi. Trời ơi, tại sao tôi lấy ông hả? Ông già ơi, dịp nào hả? Dịp nào để cho nó đền ơn mà phải liền bây giờ. Cái tại sao đợi dịp nào là sao? Thì đợi mai mốt rồi mình gặp rồi mình nó không ăn không muốn gì hết, bỏ vô hết, không ăn không muốn gì hết. Dẹp. Trời. Đi liền cho tôi. Ông đi liền cho tôi. Ông đi ra gặp con cá vàng. Ông nói cá vàng là ông không cần đền ơn nhưng mà tôi cần, ông hiểu không? Giờ tôi thả nó xuống biển rồi, nó lặn mất tâm rồi. Ông chạy đâu mà biển, trả liền cho tôi. Ông la lên cá vàng ơi, vợ tôi cần đền ơn, vợ tôi cần có một hạt đầy gạo lẻ lên. Nhưng mà hết gạo ăn rồi, đi lẹ lên, đi lẹ lên cho tôi, đi lẹ lên cho tôi. Không có học gạo ông đừng có về. Ôi, bà ơi là bà, trông gì đâu mà ngu ơi là ngu vậy đó. À, cha ơi là cá vàng, mà thầy học ác thiệt. Biển cả thì bao la, con cá vàng thì có một chút xíu à. Nhưng mà bắt mình ra đi kiếm cho bằng được, biết đường đâu mà kiếm giờ. Cá vàng ơi là cá vàng, thật ra ta cũng không muốn làm phiền cá vàng chi. Gia cảnh của lão thì không có được khá giả, thử thấy bà đòi hỏi cũng không có gì quá đáng. Nếu biết là không được cái gì rồi,
mà lão cũng ráng đi cho bà vợ của lão vui. Thật ra tao buồn quá nên ra đây tâm sự với cá vàng chơi vậy thôi. Chứ thật ra tao cũng không muốn làm phiền cá vàng làm gì. Giúp người ta rồi mà ai mà đi yêu cầu người ta báo đáp chi kỳ lắm. Hả? Người là ai vậy? Ta chính là con cá vàng mà ông lão đã thả ta về dưới biển. Cá vàng là ngươi? Đúng. Ủa mà sao không giống con cá vàng vậy? Lão đã quên rồi sao? Ta đã từng nói với lão, ta chính là thái tử dưới Long Cung. À, đúng rồi. Hôm qua con cá vàng có nói cái vụ này nè. À, thì ra đây là cá vàng thiệt rồi. Chào cá vàng. Ta đã nghe hết tâm sự của lão và ta sẽ làm theo lời nguyện của vợ lão. Ủa, vậy là sao cá vàng? Bây giờ lão hãy về nhà đi. Cái khạp gạo trong nhà lão đã đầy rồi đó. Vậy hả cá vàng? Trời ơi, vì đa tạ cá vàng. Đa tạ cá vàng. Đa tạ cá vàng. Đa tạ. Đường gạo luôn cho mình đi lên giác về cho tiện. Đi về nhà coi. Có đúng không? Ủa? Thì ra là có thiệt hả? Trời ơi, ông ơi linh quá, cá vàng linh quá. Ông chưa về mà đã có một cái khạp đầy gạo vậy rồi. Vậy là đúng, con cá vàng đúng là thái tử Long Dương rồi đó. Đúng rồi, đúng là thái tử Long Dương rồi ông ơi. Đúng rồi, đúng rồi ông ơi. Cái gì nữa? Ông à, tôi thấy hình như là còn thiếu cái gì đó ông. Thiếu gì nữa? Thiếu mà, tôi thấy rõ ràng là còn thiếu cái gì đó. Thiếu cái gì? Chắc chắn là có thiếu mà chưa biết là thiếu cái gì. Thiếu cái gì ta? Thôi bà vô bà dọn cơm cho tôi ăn đi, tôi đói bụng rồi. Dạ em không ăn uống gì hết. Phải chắc chắn là có thiếu cái gì đó. Để vô dọn cơm cho chồng ăn nha. Nhưng mà chắc chắn là có thiếu cái gì đó. Chưa suy nghĩ ra được. Thiếu gì ta? Vậy là có thiệt rồi. Vậy là con cá vàng đúng là thái tử Long Dương. Hay quá. Ăn cơm. Sao tôi khổ quá vậy nè. Con gì kêu vậy trời? Mà khóc hả? Làm cái gì mà mới sáng sớm mà ngồi đó bà khóc vậy? Ông có biết suốt đêm hôm qua tôi không ngủ. Tôi ngồi ở một chỗ này nè, để tôi ngẫm nghĩ lại cuộc đời của tôi mà tôi khóc tôi than, ông có biết không? Mà tại sao bà lại phải khóc? Ông nhìn đi, ông thấy cái chướng tai gai mắt không? Cái nhà thì có bay lớn vậy nè, mà cái khạp gạo đầy gạo để giữa nhà, tôi đi tôi đụng nó, tôi vô tôi cũng đụng nó, hỏi ông tôi không buồn sao được? Trời đất ơi, chính bà biểu tôi ra biển xin cá vàng gạo, giờ người ta cho gạo mang về, bây giờ bà nói chướng là chướng sao? Tôi thấy bà chướng thì có. Giờ tôi không biết, giờ ông đi ra ngoài biển, ông đi ra ngoài biển rồi cá vàng cho tôi. Để làm gì hả? Mang gạo trả cho cá vàng hả? Ông điên hả? Của nó đưa cho mình rồi, lấy cái gì mà phải trả lại cho nó? Ông đi ra ngoài biển, ông gặp con cá vàng, ông nói cá vàng hãy thương cho ông. Ông nhìn đi, cái căn nhà mình như vậy nè, ông không đau lòng hả ông? Bây giờ ông phải nói cái vàng cho mình có căn nhà thiệt là rộng lớn, ở trong nhà đầy đủ đồ đạc thiệt là đẹp, thiệt là mắc tiền cho tôi. Ông đi ra nói cái vàng với tôi liền. Trời đất ơi, người ta đền ơn mình một lần thôi chứ, mặt mũi nào ra mà biểu người ta đưa nữa. Ông ngu lắm, ông khờ lắm. Tôi nói thiệt, cả cuộc đời của tôi không hiểu sao tôi lấy một ông chồng khờ khạo vậy. Ông nghĩ đi, nếu ông không cứu con cá vàng thì bây giờ đã chết rồi. Bây giờ ông xin một căn nhà rộng rãi, dễ chứ à, quá dễ mà, ông đi đi. Nhưng mà người ta đã đền ơn mình rồi. Đền nữa có sao đâu, đi. Ông không đi là tôi tự nhiên tôi chết cho ông coi, đi. Trời ơi là trời.
Dạ. Đi! Ông không đi là tôi tự hiểu một chết cho ông coi. Cá vàng ơi, cá vàng. Lần này tôi ra, tôi muốn xin cá vàng một chuyện nữa. Không biết cá vàng có giúp được tôi không đây. Cá vàng. Dạ ông lão. Ông lại tìm ta có việc gì? Cá vàng, thật ra thì ta không có muốn tìm cá vàng, mà là vợ của lão muốn xin cá vàng một chuyện nữa. Đó là vợ của lão muốn một căn nhà thiệt là to. Ở trong đó đồ đạc đó đều là những cái thứ quý giá. Không biết. Tức cười quá. Đòi gì kỳ quá. Ai thèm cho. Lão cứ về nhà đi. Vợ của lão đang ở trong ngôi nhà mới đó. Hả? Cái gì? Cái vàng cho nữa hả? Đa tạ cái vàng. Đa tạ cái vàng. Đa tạ. Đa tạ. Đa tạ nhiều lắm. Vợ ơi. Được rồi. Được rồi vợ ơi. Chà, sao giàu thiệt vậy ta? Giàu dữ vậy. Giờ bà giàu ơi, giờ là giàu thiệt nè. Bà giàu thiệt ơi. Ai kêu bà đó? Tôi nè. Nhìn lên coi chuyện té nè, nhìn lên trời té à. Tao đâu có đuôi. Chà, đẹp quá. Trời ơi, trời ơi đẹp quá. Phải bà giàu không vậy? Không nhận ra ta cái gì, ta thay đổi quá mà. Không nhận ra nhưng mà hỏi cho biết kỹ hơn. Làm sao nhận ra ta? Hồ hô 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 hô. Hồ hô hô hô. Răng. Răng. Ừ, hàng kia ta thấy có cái gì dư dư sai sai đấy. Nói nghe nè, bà giàu thiệt luôn á hả? Ủa, chứ lẽ ta giàu giả à? Ừ. Tất cả cơ ngơi này nè là của ta đó. Tất cả luôn đó hả? Ừ. Một đêm mà tất cả đây luôn á hả? Ừ. Trời ơi, sao hay quá vậy? Thì chẳng qua là... Là cái gì? À, là ta có củ chìm, vậy thôi. Mà nghe tôi nói này nè. Nói gì? Nó giàu giàu thì cũng mê thiệt á. Ừ. Mà nhà rộng lớn vậy, có hai vợ chồng ở à, nhưng nó vắng vẻ quá. Trời lỡ rồi ở tối á, cái có kẻ gian ta đột nhập vô, ta sẽ giết hai vợ chồng, ta lấy hết tài sản. Không ấy là ma hiện lên mình xỉu, lấy hết đồ của mình luôn á. Nè, mày đừng có hù tao nghe chưa. Cho mày biết hả, nhiều khi ma nó gặp tao nó sợ tao nữa đó. Ừ, nhưng mà tao sợ kẻ gian, rủi mà nó vào đây nó giết vợ chồng tao luôn thì sao? Đúng rồi đó. Ừ. Nguy hiểm lắm đó. Giờ sao ta? Bây giờ đâu biết sao đâu. Hay là bây giờ mày qua mày làm người ở cho tao đi, được không? Thôi, không được đâu. Sao không được? Trời ơi, nói vậy chứ hả? Tôi ở bên bà Phú Hộ á. Tôi hả, tôi là thân cận của bà Phú Hộ á. Nên là đi chắc không được đâu. Mà bá làm gì bá chịu bán tôi cao lắm. Nè, bây giờ bá thương mày một, tao sẽ thương mày 10. Bà cần bán bao nhiêu á, tao sẵn sàng tao mua mày về liền. Tao chắc chắn là mày sẽ về ở với tao mà. Đúng rồi, bà má hộ có nói câu đó đó. Có tiền giàu là cái gì mua cũng được hết á. Vậy để tôi về á, tôi dò thử ý của bà má hộ làm sao. Nếu mà bà ấy thì tôi tính chuyện tôi qua đây nha. Mày cứ về mà hỏi thử bà đi. Tao chắc chắn mày trước sau về mày cũng qua mày ở với tao mà. Đi đi. Tôi về nha. Về đi. Giàu quá mọi. Tức thiệt, hàng kia mà mình thấy có cái gì dư dư ở đây nè. Không bằng lòng, không bằng lòng với số phận.
không bằng ông. Bà ơi, vợ chồng mình được hưởng phước rồi. Con cá vàng cho vợ chồng mình căn nhà đẹp quá. Tôi thiệt là sung sướng lắm. Bà cũng sung sướng lắm, đúng không? Tôi không có sung sướng, tôi đang bực mình. Bà bực mình cái vụ gì nữa? Không lấy cái căn nhà đẹp vậy là bà vẫn chưa bằng lòng hay sao? Tôi không có bằng lòng xấu bận. Tại sao? Bây giờ ông nghe lời tôi, ông chạy ra ngoài biển cả, ông gặp con cá vàng nữa đi. Trời ơi là trời, bà tỉnh lại giùm tôi đi. Mới cách đây hôm qua thôi à. Bà ở căn nhà làm sao? Bây giờ bà có căn nhà gì rồi còn chưa hài lòng nữa, sao mà còn đòi cá vàng đền ơn cái gì nữa? Người ta đền ơn rồi mà đền ơn hoài vậy? Ủa? Nếu mà ông không cứu con cá vàng á thì bây giờ con cá vàng đã chết rồi. Không những đền ơn một mà ông muốn nó đền ơn cho ông 10 lần nó phải đền ơn nữa mà. Thì người ta đền ơn cho mình rồi đó. Bây giờ ông chạy ra ngoài đó, ông nói con cá vàng là cho tôi trở thành một nhất phẩm phu nhân giàu có nhất ở làng này và có uy quyền nhất làng này, lẽ đi. Thôi, bây giờ tôi không biết là nhất phẩm phu nhân hay là nhị phẩm phu thê vậy hết á. Bây giờ bà muốn xin cái gì? Ra biển, bà gặp cá vàng bà xin đi, tôi không đi nữa. Ông không thương tôi phải không? Nếu mà ông không thương tôi á, tôi đập đầu tôi chết trong vừa lòng nghe chưa? Đi không? Trời là trời, bà bị cái gì nhập vô để bà điên rồi hả? Đi không? Đi thì đi. À, khoan, còn nữa. Tôi biết. Tôi biết nãy giờ bà giỡn chơi thôi phải không? Đời mà đâu có ai mà tham lam như. Tôi không có tham đâu. Nhưng mà bây giờ ông đi ra ông nói coi cá vàng á, cho tôi thêm một điều nữa. Ngoài trở thành nhất phẩm phu nhân giàu có uy quyền nhất ở làng này, tôi cũng sẽ trở thành một nhất phẩm phu nhân xinh đẹp nhất. Tôi không chấp nhận cái hàm răng này. Đi. Rồi đây, ta sẽ trở thành nhất phẩm phu nhân xinh đẹp. Cá vàng ơi, cá vàng. Cá vàng ơi. Ông lão, ông cần ta giúp gì nữa à? Lão đâu có cần cá vàng giúp gì. Mà là vợ của lão. Vợ lão mất lão ra đây. Cá vàng, cho bà được làm nhất phẩm phu nhân, được sống ở trong phủ, có quyền cao chức trọng. Thôi được rồi, lão cứ về nhà đi. Vợ của lão đã là nhất phẩm phu nhân rồi đó. Đa tạ cá vàng. Nè, ai kêu mày làm mạnh? Làm gì cày gỗ hay sao? Làm vậy thôi. Nè, cái bào mày lau nhẹ vậy thì chừng nào nó mới sạch. Mệt quá, thôi biến đi, biến. Mạnh lên. Nè, ngủ gục hả? Lau nhanh lên. Còn cái lũ vô thì bất tài. Nè, lau vậy á, bụi là nó bay vô mặt tao biết chưa? Thôi biết. Hào cồn. Nè. Ê. Dạ. Đi đâu đó? Dạ bà đuổi. Ai đuổi? Đuổi ra ai lo cho ta? Nước. Dạ. Công nhận á, bà hay ghê luôn á. Bà quay ghê luôn á. Bà la một cái là ở đây bỏ đi liền. Bà đuổi ở đây một cái là ở đây bỏ đi liền. Bà la lên một tiếng là con vẫn ở lại với bà. Bởi vì ta là nhất phẩm phu nhân, ta trên muôn vạn người và dưới một người. Cái gì vậy? Tại sao ta lại dưới một người? Dạ tại vì mình thua người ta nên mình dưới người ta. Thua một người à? Không, ta không bằng lòng số phận. Ta không bằng lòng số phận. Đi, kêu chồng già lên đây. Dạ chồng nào? Là chồng của ta đó. Dạ. Dưới một người hả? Không thể nào dưới một người được. À. Hả? Nữ hoàng? Phải. Nữ hoàng. Ngươi ra ngoài biển cả gặp con cá vàng,
nói cho tao thành nữ hoàng. Trời ơi là trời, bà tỉnh lại giùm tôi đi. Bà có biết nữ hoàng là ai không mà bà đòi làm hả? Biết chứ, nữ hoàng là người cao nhất, là người trị vì thiên hạ. Đi không? Ta không đi, lần này ta nhất định không đi. Bà có muốn đi á, bà tự đi đi. À, ông ghen à, dám cãi lệnh ta. Ta hỏi lần cuối, đi không? Không. Dạ, dạ đâu? Lôi cổ lão già này ra ngoài biển cả cho ta. Đi. Không cần, tự ta sẽ đi. Không ngờ. Rồi đây, ta sẽ là nữ hoàng. Cái vàng ơi. Chào ông lão. Chào cái vàng. Lần này ông muốn gì nữa? Lão thật sự không muốn làm phiền cái vàng nữa. Nhưng mà vợ của lão lần này bà muốn làm nữ hoàng. Nữ hoàng? Vợ ông muốn làm nữ hoàng hả? Cái vàng ơi, lão thật có lỗi với cái vàng, nhưng lão không có cách nào để ngăn cản tham vọng của vợ lão. Xin cái vàng hãy tha tội. Thôi được rồi, ông lão hãy về nhà đi. Vợ của ông đã là nữ hoàng rồi đó. Bà kêu ta đến đây làm gì? Giờ bà đã là nữ hoàng, bà còn muốn gì ở ta? Ông đi ra ngoài biển cả nói với cái vàng, ta muốn làm nữ vương. Trời ơi, bây giờ bà đã là vua của một cõi, trong tay bà nắm quyền sinh sát hàng muôn vạn người, bà còn chưa hài lòng với sao? Bà còn muốn cái vàng để làm gì? Ta muốn tự ta sai khiến cái vàng, không cần nhờ tới ông. Không được đâu, không được đâu. Nghe ta nói, bây giờ ta đã là nữ hoàng, ông cãi lệnh ta, ta sẽ giết ông chết. Đi ra ngoài biển cả nói con cá vàng, ta muốn làm nữ vương, ta muốn tự tay ta sai khiến con cá vàng, ta muốn cá vàng thực hiện được hết tất cả các điều ước của ta. Đi đi. Trời ơi, lòng tham vô đáy đã khiến bà điên rồi. Bà điên rồi. Quân. Dạ. Lôi lão ta ra biển cãi cho ta. Dạ. Đi. Bà điên rồi. Bà điên rồi. Cái vàng ơi, tôi không có muốn gì đâu. Cái vàng ơi, cái vàng ơi, cái vàng ơi. Ông lão, do ông lại muốn gì nữa? Cái vàng, giờ ta, giờ của lão lại muốn. Muốn gì? Bà muốn làm. Muốn gì? Bà làm nữ vương. Nữ vương? Dạ. Bà muốn cái vàng là thuộc hạ của bà, bà nghe theo mọi mệnh lệnh của bà. Xin lỗi cái vàng. Xin lỗi cái vàng. Cái vàng. Cái vàng ơi. Cái vàng. Cái vàng ơi.
Cả nhà ơi, nghe ta nói đây, ta không muốn như vậy đâu. Đừng giận ta cho cả nhà. Ta không muốn vậy đâu. Ta không muốn vậy đâu. Cả nhà. Lĩnh đâu? Dạ. Đi ra ngoài biển cả, hỏi lão già gặp cá vàng chưa, mà tại sao giờ này ta chưa trở thành nữ vương. Đi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Có chừng nữ hoàng sắp thành nữ vương rồi đó. Ta là nữ vương. Cái quản hết tất cả biển cả này, tôm cua cá phải hút tôm cá ta. Ta là nữ vương. Ta là nữ vương. Ta muốn ăn cái gì là ta phải có thôi. Ta là nữ vương. Đáng đời bà chưa? Tham lam vô độ, vô ơn của bà nó bị trừng phạt đích đáng. Tham thì thâm mà. Ai nồi niêu son gạo mình bông cổ đốt ơ. Ai nồi niêu son chảo bình bông cổ đốt ơ. À, ông thợ đốt. Làm gì làm gì? Cái mâm đồng tôi nó hư rồi, giờ tôi muốn đổi lại đúc cái mới được không vậy? Coi coi. Cái mâm này nó cũ quá rồi. Trời ơi, dục không biết có ai lượm hơn nữa rồi đúc. Trời ơi, ngó vậy chứ nha. Mà cái mâm của tôi á, mâm tốt lắm á, dày nữa, dày hơn của ông nữa nè. Mâm tốt quá vậy. Ồ, tốt ghê á. Tốt thôi, giữ xài đi ha. Trời giữ ơi, xài thờ đi. Đúc gì đâu không đúc thì thôi tôi kiếm thờ khác. Ê, ê. Để coi coi. Nói nghe, dù sao á, nể tình ông là cũng là người trong cái làng này, mà tôi cũng thường lui tới đây để mà buôn bán. Thì thôi bây giờ để tôi đút cho ha. 3 ngày sau lại lấy. Dạ dạ. 10 quan nha. Trời ơi, cái này mà 10 quan mắc quá vậy. Mà cái gì chê mắt. Không có con mắt nghệ thuật, tôi làm bảo đảm đẹp mới luôn. Tại vì cái mâm của tôi đưa cho ông làm, ông đâu có tốn gì đâu, mà ông lấy 10 quan là mắc lắm á. Chê mắt hả? Thì thôi kiếm chỗ khác làm đi. Trời ơi, ông nghĩ cái làng này của mình ông làm thợ đúc à, nên ông làm cha đó mà. Ông thợ đúc, ông nói với tôi á là cái nồi này á xài 3 đời không lủng, mà mới xài có 1 tháng là lủng à, sao kỳ vậy? Lúc mà tôi đưa ông á, cái nồi có bị lủng không? Không. Thì đó, ông về ông hổ vợ ông coi, ông có làm gì với vợ ông mà tự nhiên cái nồi nó lủng. Cái gì mà có dính dấp vợ tôi đây vậy? Ông đừng có nói gian xảo nghe. Ông trả tiền lại cho tôi đi. Trả tiền hả? Được, ông trả tôi trả. Nhưng mà ông mới trả lại cái nồi còn nguyên vẹn cho tôi nha. Ông đừng có xảo trá nghe. Cái gì xảo? Mốt đừng có làm ăn đây nữa nghe. Trời ơi, thợ đốt vậy thôi, tôi không đốt đâu, tôi đi thôi. Tôi không đốt đâu, đốt rồi gian quá. Ai nồi niêu son chảo bình bông cổ đốt ơ. Ai đúc nồi niêu son chảo bình qua cổ biến thành mới ơ. Ai đúc nồi niêu son chảo bình qua cổ biến thành mới ơ. Ai đúc ôm. Ai đúc nồi niêu son chảo bình qua cổ biến thành mới ôm. Trời ơi, sao sáng giờ rau khang cái họng luôn.
không thấy ai tới đúc cái gì hết trơn vậy ta. Ai đúc người xấu thành đẹp, người già thành trẻ không? Ai đúc người già thành trẻ không? Ai đúc ông lão 80 thành trẻ 13, 70 thành 17 không? Bà con cô bác ơi, ai đúc người không? Ê! Chào Quỳnh. Quỳnh cái gì? Mày rao cái gì vậy? Mày ghẹo tao đó hả? Ai ghẹo Quỳnh đâu? Tôi đúc người, người xấu thành đẹp, người già thành trẻ. Ai đúc người không? Người xấu thành đẹp, người già thành trẻ đây, đúc người đi bà con ơi. Khùng quá mẹ ơi. Trời ơi, mày thấy tao rao bắt trước mày rao á. Người ta rao á là ai đúc nồi niêu xoong chảo là phải có cái nồi cho người ta biết. Tự nhiên mày gánh cái này giống như mày đúc, giống như đúc bánh vậy mày. Tôi đúc người. Mày đúc người? Dạ. Cái này là cái khuôn đúc người. Tôi làm cũng y chang như Huynh à. Những cái bước mình nấu nguyên liệu nè, mình đổ khuôn cũ thành mới. Quỳnh không tin hả? Đây nè, người già tôi đúc thành trẻ, muốn đẹp sao tôi đúc ra y chang vậy à. Mày xàm quá mày ơi. Trời đất ơi, cái nghề đúc của tao á là nghề đúc gia truyền vinh quang lắm nghe chưa. Mày rao tầm bậy tầm bạ, ai mà tin. Đi chỗ khác, đừng có đi theo tao mà rao tầm bậy tầm bạ nha. Trời đất ơi, tôi đâu đi theo Quỳnh đâu, tôi đi kiếm thầy tôi. À đúng rồi, Quỳnh ơi Quỳnh, sáng giờ Quỳnh đi á, Quỳnh có gặp thầy tôi đâu không? Tôi với thầy tôi lạc nhau qua nay rồi, tôi không kiếm được thầy. Quỳnh biết á, chị giúp tôi đi. Thầy mày là ai? Thầy tôi họ Chu, người cao cao vậy nè, có râu quai nón nữa, cũng giống tôi vậy nè. Có gánh giống mày không? Tất nhiên rồi, thầy trò mà Quỳnh. Thôi, hiểu rồi ha. Cha sanh mẹ đẻ giờ tao mới thấy lần đầu tiên mày gánh cái này á. Thôi đi tìm tiếp đi ha. Cảm ơn Quỳnh vậy. Lúc nồi niêu son chảo bình. Quỳnh ơi Quỳnh. Cái gì nữa ông? Tôi đi kiếm thầy tôi mà không gặp. Mà gặp Quỳnh ở đây giống như là cái duyên rồi. Hay là bây giờ Quỳnh cho tôi đi theo Quỳnh đi. Tôi học nghề, tôi bái Quỳnh là sư phụ. Cái gì? Muốn theo học nghề tao? Thầy đồng ý không thầy? Thằng nhỏ này mặt mày cũng lanh lợi đó. Chồng nó cũng khỏe mạnh cho nó theo. Để có đứa mà xây dặn cho đỡ mệt. Mình cũng chẳng có thiệt gì. Được không thầy? Thôi cũng được. Muốn theo học nghề ta phải không? Dạ, như vậy thầy đồng ý rồi đúng không thầy? Nhưng mà tao nói trước nha, đi theo làm á là không có tiền bạc gì hết nghe chưa? Chỉ có cơm ăn thôi. Không sao đâu thầy, học được nghề của thầy là con vui rồi. Nhưng mà nói trước nè. Dạ. Đúc là phải đúc giống tao, không có đúc tầm bậy tầm bạ như vậy, nghe chưa? Không được đâu thầy ơi. Đúc theo kiểu của thầy á, xưa rồi, mình không kiếm được nhiều tiền đâu. Thầy đúc theo kiểu con đi. Cải lão hoàng đồng vậy thầy. Người xấu xí thành thiên nga vậy nè. Lạ lạ, ly kỳ, người ta mới thích người ta làm. Lúc đó thầy cho mình kiếm được bội tiền luôn, đúng không thầy? Tao cũng phái rồi đó. Dạ. Nhưng mà tao nói trước nè. Sao thầy? Lỡ mày đúc người mà xảy ra chết đó nha, là quan bắt mày, mày chịu quá, không có liên quan gì tới tao nha. Thầy ơi, cái chuyện đó để con lo thôi. Thầy, bây giờ mình đi đi thầy, đi kiếm tiền thầy ơi. Đi. Ê thầy, thầy bỏ cái này đi. Bây giờ mình phải đúc bằng cái này nha thầy. Bỏ cái này đi, không cần đâu thầy. Thầy đi theo con nè. Đi thầy. Ai đúc người xấu thành đẹp, người già thành trẻ không? Đi thầy ơi. Ai đúc người không? Rau chuối đây. Nhiều đêm trai. Rau đây. Sao nhớ ghé vậy cô? Dạ. Đúng rồi, người xấu thành đẹp, đúc già thành trẻ đây. Ông lão 80 thành 13, 70 thành 15, ai đúc người đây? Bà con cô bác có ai đúc người không? Đúc xấu thành đẹp, đúc già thành trẻ bà con ơi, ai đúc người không bà con ơi? Trời ơi, sao có nhiều người á, khùng quá vậy? Làm như họ đi dẫn tuồng á, làm sao vậy đó? Ai đúc người ơi? Rồi ra rồi, mua em trai, mua đi em trai. Quá ra cái chuyện đó là sự thật à. Ta cứ nghĩ dân làng bàn tán với nhau cho vui tai thôi chứ. Mình phải coi kỹ lại nha mình. Chứ em thấy chuyện này nó không có được bình thường. Có bình thường. Không bình thường mà. Bà mới không bình thường đó. Đồ đệ, hãy nói cho gia chủ hiểu được đồ đệ.
Dạ. Tôi xin thưa với ông bà chủ, như tôi đã trình bày với thầy tôi là ông bà chủ cứ đưa những cái xấu, cái hư, cái hỏng qua tay tôi sẽ đúc thành cái đẹp, cái tốt. Mà giá thì tôi sẽ 300 quan. 300 quan à? Nếu mà 300 quan mà đổi được 20 tuổi thanh xuân thì quá rẻ. Được. Nhưng mà hai người phải viết giấy cam đoan, điểm chỉ. Nếu mà có chuyện gì xảy ra nguy hiểm đến mạng người thì hai người bị bắt lên quan phủ. Đúng rồi. Lỡ mà hai người mạnh tay quá nè, quá lửa quá nè, rồi người ta nát bét, người ta khét lẹt, rồi sao? Ông bà cứ yên tâm. Ông bà cứ yên tâm, cái nồi cái chảo nó lủng nó hư người ta còn đúc lại được mà. Còn huống chi người... người sao đồ đấy? Người sao? Sao thầy lại đi hỏi trò? Không, tại vì tôi muốn thử tay nghề của đồ đệ tôi. Coi cái sự hiểu biết của đồ đệ tôi nó tới đâu rồi đó mà. Dạ đúng rồi, thầy tôi muốn thử tay nghề của tôi. Nhưng ông bà chủ yên tâm đi, nếu ông bà còn nghi vấn về cái tay nghề của thầy trò tôi, được rồi, tụi tôi sẽ viết giấy cam đoan, điểm chỉ vô đó. Nếu mà tôi làm sai á thì tôi đền gấp đôi, gấp 10, thậm chí là tôi theo ông bà lên quan. Điểm chị. Dạ. Hay quá. Điểm chị. Tôi nữa hả? Thầy. Rồi khi nào bắt đầu? Dạ, nếu ông bà muốn á, mình bắt đầu ngay từ bây giờ. Nhưng mà ông bà nhớ nha, ông bà chuẩn bị cho tôi một cái phòng thật là kín đáo để cho thầy trò tôi hành sự. Và nhớ là trong lúc thầy trò tôi hành sự một ngày một đêm, ông bà không được nhìn lén. Nếu nhìn lén mẹ đúc bị hư, chúng tôi không chịu trách nhiệm. Yên tâm, tụi tôi không thèm nhìn lén đâu. Tụi tôi nhìn nhau không à. Nhất trí. Đồ đệ, hai vợ chồng này còn trẻ quá mà đòi đúc trẻ lại, chắc tôi nghi thành hai đứa con nít quá. Không phải hai vợ chồng tôi cần đúc. Chứ ai? Cha chồng tôi kia. Đằng sau quay. Năm liệt giường 3 năm nay rồi. Hả? Vô rồi nè. Rồi rồi rồi. Bây giờ đi. Thầy phụ con bỏ ông vô cái lu này đi. Cái gì? Mày tính luộc ông hả? Thầy luộc lên chứ thầy, nấu cho ông tan thành nước, sau đó đổ vô khu này mình mới đút người được. Trời đất ơi. Thôi. Mày ký cam đoan với người ta thì là một mình đi. Tự nhiên mình kêu tôi nhúng tay vô làm gì? Thầy ơi, không có sao đâu. Con đảm bảo mà. Bộ thầy không tin con hả? Cái này đến việc mày giết người rồi. Trời ơi thầy ơi. Cái này á, mình sẽ tái sinh cho ổng thành trẻ hơn. Đó là làm phước đó thầy, đâu phải giết người đâu. Đi thầy, phụ con. Thiên lên. Thầy, đưa cho con cái vá nha. Thầy ơi, vậy là xong rồi. Đã nấu ổng thành nước rồi thầy. Bây giờ là nhiệm vụ của thầy đó. Trời, thầy làm đi. Thầy làm gì? Thì múc nước này đổ vô khuôn. Trời, mày nấu ổng tan cái luôn gì nữa hả? Không còn một miếng xương. Thầy thấy không? Kìa, xương kìa. Xương đâu thầy? Đó. À, chiếc guốc. Dạ rồi,
Bây giờ nhiệm vụ của thầy, thầy làm đi. Thầy làm gì? Bây giờ thầy múc nước này đổ vô khuôn, đó là xong. Thầy cũng làm đâu. Thầy ơi, thầy đổ khuôn xong rồi, thầy chỉ ngồi ngủ thôi. Sau một giấc ngủ, cuộc đời thầy sẽ lên hương. Thầy không muốn giàu có hả thầy? Muốn thì làm đi thầy. Thầy mà đổ ra ngoài là coi như ổng mất ngón tay hay ngón chân gì đó là không thành người đâu nghe. Đó, dễ dàng vậy đó. Đó, đổ đầy khuôn mặt lên thầy, không có một vết nhăn. Đó, tiếp tục thầy ơi, dễ mà. Rồi, thầy, đầy rồi. Bây giờ đậy nắp khuôn lại. Sẽ lên hương. Bây giờ thầy ngủ đi, chờ kết quả. Sưng hô nó kỳ cục lắm ha. Sớm người ta dị nghị, ba người là 900 quan đúng không? Tôi thưởng luôn cho hai thầy trò 100 quan nữa là 1 quan quá. Thầy thấy sao thầy? Chuyện nhỏ. Cha ơi, đẹp quá. Cha con cũng sẽ được đẹp giống như cha. Như lời đã hứa, đây là 1.000 quan, ta thưởng cho các ngươi. Dạ. Dạ. Chừng 20 năm nữa, hai vị quay lại đây đúc cho chúng tôi thêm lần nữa nha. Hai vị đúng là tài nghệ phi thường. Dạ. Dạ, không có chi, không có chi. Dạ, ông bà nói quá lời. Tại vì hai thầy trò tôi nấu hơi non lửa, nên mới làm hai ông bà trẻ hơn như vậy đó. Hai ông bà không bắt đền hai thầy trò tôi á,
là may lắm rồi. Sao không sao, vậy là tốt lắm rồi. Như vậy mới hợp với cha của nó bây giờ chứ. Hai thầy trò đừng bận tâm, gia đình tôi cảm ơn hai thầy trò nhiều lắm. Dạ, dạ, xin... Thôi, bây giờ hai thầy trò tôi xin phép được cáo từ à. Dạ, xin cáo từ. Thôi được rồi, xách đồ đi. Dạ, dạ. Dạ, xin cáo từ à. Dạ, xin cáo từ. Ai đúc người xấu thành đẹp, người già thành trẻ. 20 năm nữa nhớ quay lại nha. Nhớ 20 năm rồi nha. Người xấu thành đẹp, người già thành trẻ ơi. Ai đúc người ơi, đúc già thành trẻ, đúc xấu thành đẹp ơi. Đúc ông lão 80 thành 13 tuổi, bà lão 70 thành 17 không? Ai đúc người không? Tưởng sao, quá ra đúc người dễ ẹt. Chỉ chừng đó công đoạn, ta thường sức làm một mình. Có lẽ bí quyết nằm ở bộ khuôn, mà ai có bộ khuôn này chắc chắn sẽ làm được. Để nó để làm chung với mình, công cán nó chi đâu. Sao được, nó là học trò, ta là thầy, mắc mơ gì phải chia đôi với nó. Ghét mối khách có được cũng là do uy tín và có biết nó là ai. Không, không để cho nó ngang hàng với mình được. Có nó là không có mình. Thầy làm cái gì vậy thầy? Thầy, thả tôi ra. Thầy, trò khôn hơn thầy à. Chói được ta. Tên thợ đúc này thật là không có lương tâm, tham lam độc ác, làm ô uế cái nghề này.
Ta là tổ sư nghề đúc, ta không chấp nhận một kẻ xấu xa như vậy làm nghề. Ta phải trừng trị cho ngươi sợ mới được. Đó. Như vậy á là ông thầy đã điểm chỉ vô cái bản cam đoan rồi. Rồi. Dạ. Vậy thì tâm sự nhờ thầy, thầy đúc làm sao cho hai vợ chồng tôi trẻ khỏe đẹp mỹ miều như hồi 18 đôi 10. Nếu mà tụi tôi ở trong khuôn mà bước ra mà đẹp được lung linh đó là tôi thưởng thêm cho thầy liền vậy. Thưởng đó. Thầy luôn á. Dạ. Ông với bà cứ yên tâm, tôi bảo đảm làm cho ông bà sẽ là trẻ đẹp. Dạ. Bây giờ ông với bà ai làm trước? Tôi. Cái này tôi phải làm trước. Tôi bước ra là phải trẻ đẹp hơn ổng. Trời ơi, chứ ổng mà bước ra mà trẻ đẹp hơn tôi đâu có chịu. Bà sao? Không, tao có. Lúc nào cũng nói vậy hết trơn á trời à. Không ấy thầy đúc một lượt hai người được không thầy? Đâu có được, phải từng người một chứ. Ông yên tâm, ông ngồi ở ngoài ông chờ đi. Đúng một ngày một đêm bà bước ra một cái, ông quản hồn liền. Hả? Ủa gì kỳ vậy thầy? Sao quản hồn? Ông tôi thành quỷ hay sao chồng tôi quản hồn dữ vậy? Không phải, tôi nói lộn. Ông hết hồn liền, giống như là tiên giáng trần vậy. Bà sẽ là tiên. Bà bước nào cái giống như tiên giáng trần vậy? Dạ đây, bây giờ về đây, đó. Đây là 600 quan như là lời hứa với thầy là bây giờ đưa trước, hay không? Rồi nếu mà công chuyện nó mỹ mãn, hay không? Là tư tưởng thêm cho thầy liền vậy dạ. Đó. Yên tâm, tôi sẽ làm cho ông bà trẻ đẹp. Thì thôi, bây giờ là thầy đúc bả trước ha. Thả làm trước. Dạ. Dạ. Rồi tới tôi. Sao kỳ vậy ta? Đã 2 ngày rồi sao không động tĩnh gì hết trơn vậy? Có khi nào bà ngủ quên ở chồng không? Bà ơi, thầy đúc không? Dạ xong chưa thầy? Trời ơi lâu quá rồi sao không có động tĩnh gì hết vậy? Có trục trặc không thầy? Thầy nói cho tôi yên tâm coi. Ông thầy ơi. Từ từ. Ông đừng có nôn nóng. Ông mà nôn nóng quá rủi bà mất cái tay, thiếu cái chân, bít cái miệng của bà thì sao? Rồi, bây giờ thầy nói gì nghe ghê quá. Thiếu tay thiếu chân thôi, từ từ làm cũng được thầy ơi. Thầy đúc từ từ đi. Dạ, đúc vô nó kỹ lưỡng. Trời thầy nói nghe thấy ghê quá. Trời ơi. Hôi quá, đút thiếu tay thiếu chân, nó mệt lắm, nó kỳ cục. Thôi em ru nữa. Nè, tụi bay đâu rồi? Bay ơi! Không xong rồi, ta cũng làm theo đúng quy trình của thằng đồ để chỉ dẫn, không sai một ly một tí nào. Cũng nấu bả tan thành nước rồi đổ vào khuôn đóng nắp lại, mà mắc mớ gì giờ này bả chưa có đóng lại? Hay là cái cốt bà này bằng sắt nên cái mẻ đúc bị hư? Hay
còn cái bí quyết gì nữa mà thằng nhỏ này nó giấu ta. Mà cho dù cái gì đi chăng nữa thì ta cũng phải bỏ trốn ngay thôi. Chậm trễ là họ gông cổ cái liên quan bắt đền thì ta khó mà tồn mạng. Nè gia nhân đâu? Mày vô coi với tao coi. Nè thầy tính đi đâu đây? Hả? Vợ tôi đâu? Đâu? Bà tỉnh chưa? Thầy mở ra cho tôi coi. Đây đây đây, bà trong đây. Trong này phải không? Mày sống chưa? Rồi. Rồi mày lại đây phụ tao chút coi. Bà ơi, khoan, để tao kêu cô bà lên tiếng không? Bà ơi, mình ơi, lên tiếng cho tôi yên tâm coi mình. Mình ơi, nè, mình à, bà tỉnh chưa? Ôi trời ơi, sao im ru vậy mày? Đây nè, từ, Phủ nghe, Phủ mở cái nắp lên cho tao, nó nặng lắm à. Từ, ê, khéo, nè, khéo, để lên. Hả? Trời đất ơi, vợ tao đâu rồi, sao nước không gì nè? Trời ơi, mình ơi, bà đâu rồi? Trời ơi, đâu rồi, trong luôn, trời sao có mấy lóng xương vậy nè? Trời ơi, nó giết vợ tôi rồi, trời ơi, rượt theo, huy động người rượt theo, thằng con nạn. Ta là thánh tổ của nghề đúc, lâu lâu di hành để xem các ngươi làm ăn ra sao, để cùng truyền nghề và chỉ vẽ bí quyết. Ta không ngờ chỉ thử lòng nhà ngươi mà vì tiền nhà ngươi dám lừa thầy phản bạn như vậy. Dạ, tôi quy xuống lại. Dạ, tiểu nhân rồi. Vậy là tiểu nhân có mắt như mù. Dạ, xin Đức Thánh tha tội, Nhà ngươi đã biết ăn năn hối cải rồi sao? Ta không ngờ bụng dạ của nhà ngươi lại nham hiểm độc ác đến như vậy, dám lừa thầy phản bạn. Đã theo nghề đúc của ta thì không được phép tham lam dối trá. Dạ, tiểu nhân biết tội của mình. Dạ xin cho tiểu nhân một con đường sống. Tiểu nhân hứa không bao giờ dám làm điều gian xảo nữa. Dạ tiểu nhân vì quá u mê tin vào những chuyện quan đường nên mới nổi lòng tham gian tà. Xin Đức Thánh hãy cho tiểu nhân một con đường sống. Tiểu nhân hứa, từ nay không bao giờ dám làm ô danh nghề đúc của mình nữa. Dạ xin Đức Thánh tha mạng. Dạ xin Đức Thánh tha mạng. Được, nếu nhà ngươi đã thật lòng hối cải, thề độc không tái phạm, thì ta sẽ tha cho. Nhưng nhớ, phải đem nghề đúc đi cứu người, giúp dân nghe chưa? Dạ, con đổi ơn Đức Thánh. Dạ, con đổi ơn Đức Thánh nhiều lắm. Con đổi ơn Đức Thánh tha mạng. Ông chủ ơi, đây là ông chủ. Ông chủ ơi. Dạ, xin tha mạng. Ông chủ. Dạ, xin tha mạng. Thấy nó, ông chủ ơi. Ông chủ ơi, nó đâu, bắt nó. Thằng giết người. Dạ, xin tha mạng, xin tha mạng. Dạ, tha cái gì mà tao thọt cho mày một cái mày chết bây giờ. Công đầu nó giải liên quan cho tao. Dạ, xin tha mạng, tha mạng, tha mạng. Mày liên quan thì mày biết. Nha mày. Hả? Mày giết vợ tao không toàn thay, không để lại một cục xương nữa. Dạ, xin tha mạng. Trói nó. Xin tha mạng. Ông ơi. Hả? Cái gì nữa? Ông ơi. Hả? Cái gì? Ông ơi, ông. Hả? Ông nhìn nè. Hả? Ông nhìn nè. Trời. Trời ơi, mình. Trời ơi. Dạ, quay. Nó quay nữa cho mẹ. Ôi, mà bà còn sống à? Dạ, không có chết bà giàu. Ông khoái tôi chết lắm hả? Ông hỏi tôi còn sống. Không phải, không phải. Ý tôi muốn nói là bà còn... Vậy là sống trẻ đẹp như vậy thiệt sao? Tao mừng gần chết, trời ơi. Nãy giờ tôi ngủ quên mày ngoài bụi rơm á. Mà ngủ quên ngoài bụi rơm? Trời ơi, vậy là hiểu lầm ông thầy rồi, thấy chưa? Trời đất ơi, sao nữa? Ông, bà ngủ lắm nghe. Tao nói hả, tôi ngủ cái tôi tỉnh dậy nghe. À, tỉnh dậy. Hả, tôi thấy tôi trẻ, tôi khỏe, tôi đẹp ra ông ơi. Ừ, mà đẹp thiệt chứ. Trời ơi, đây còn nguyên hả? À, thôi xin lỗi thầy. Dạ, thầy đừng có giận. Dạ, thầy đứng dậy thầy. Dạ, thầy đứng dậy. Dạ, tôi xin lỗi. Đây nè, mọi người. Vậy là mình có sự hiểu lầm.
thấy không? Mình nghĩ quan cho ông thầy. Ông thầy là người tốt, thấy không? Đúc vợ tôi trẻ đẹp đàng hoàng, thấy không? Đây, dạ, xin thầy nhận chút thù lao y như lời hứa. Dạ không, tôi không dám nhận đâu. Ủa sao vậy? Không, tôi không dám nhận đâu. Thầy không dám nhận. Không nhận thiệt, không cất à. Ờ, thôi cảm ơn thầy nhiều nha thầy. Dạ chúc thầy thương lộ bình an. Thôi rút lui, giải tán đi. Về nhà đi, à, tôi làm dịch, tôi để mấy người. Rồi, tôi mình đó. Đây, đây. Mấy con dịch đâu? Hai con đi. Ông kêu quá. Nên nhớ, thật nghề gì, phải có lương tâm nghề gì. Không dối trá độc lừa, không tham lam gian manh. Đối với bạn nghề, càng tối chỉ cướp công phản bội. Đây là bài học nhớ đời cho những kẻ xấu bụng. Dạ con nhớ rồi, con nhớ rồi. Dạ con nhớ rồi, dạ con nhớ rồi. Dạ con nhớ rồi.